Vì con chưa? Bây giờ anh nói lại tí nhá, để chỉ cho các bạn xem video cho tiện nhá. Bây giờ mình có 3 phần. Đầu tiên ấy là mình sẽ làm cái phần là live article. Được không? Live article nhá, tức là live bài báo. Rồi thứ hai là mình sẽ phân trang. Và thứ ba là mình sẽ làm, nếu mà thằng nào mà có cái role là creator ấy thì nó sẽ được tạo bài viết. Ok không? Đây nhá. Vào lại này, bây giờ thằng account mà có ID là bằng đây Farid này đi. Đấy, bắt quất như thế này. Thì như vậy thằng này không, thằng này thì nó like có một bài thôi, sign in này. Thì hôm trước anh em mình đã làm được cái chỗ phần favorite này là load ra những cái bài mà nó like rồi. Bây giờ việc của mình ấy là khi mà nó click vào nút like của bài nào ấy thì mình sẽ lưu bài ấy lại cho nó, được không? Rồi phần thứ hai sẽ là phần phân trang. Đây, bây giờ trang chủ mình đang load hết, bây giờ sau này sẽ phân trang. Và cái thứ ba là creator. Nếu mà thằng này mà có role là creator thì nó sẽ được tạo nội dung. Được chưa? Hiểu logic chăn một cho anh nào. Để tiếp tục làm nào. Nào. Rồi ok rồi, thế là rồi. Hiếu nay không đi take care các em K16 Hiếu. Không anh ơi, học là trên hết anh ơi. Ok nhá, thì bây giờ các bạn vào cái trang homepage này, bây giờ mình đến phần like nhá. Phần like này tức là như thế này các em này. Khi mà các em click vào cái bài nào ấy, chẳng sẽ anh like bài này thì như vậy nó sẽ lưu vào trong cái phần favorite. Ok không? Giống kiểu như các bạn đi mua sản phẩm ấy trên chợ tốt đấy. Thì các bạn ấn vào nút nút tim mới đúng không? Nút tim thì nó sẽ lưu lưu cái bài viết vào trong một cái gì đấy cho các bạn. Đúng nhỉ? Đấy, ok nhá. Thì có phải là bây giờ nhá, các bạn quay trở về trang homepage ấy. Thì ở đây anh có nút like này, các em để cho anh có nút like ở đâu nhỉ? Ở đây này. Đây chính là nút like này nhá, cái chỗ phần Ahrefs bằng thăng này, còn nút span các kiểu ký tự này. Cái này là cái gì nhỉ các em nhỉ? Cái ký tự này nó gọi là cái gì? Lần trước các bạn nào học HTML xem video của anh không? Cái này gọi là cái emoji được không? Emoji nhá, emoji. Đây này, search này, emoji này. Emoji Nhật. Về các bà school này. Ok chưa? Đây đây những cái emoji này. Đấy, kể cả nút like anh cũng lấy từ emoji ra nhá. Nói chung là có nhiều cách nhưng mà cách tiện nhất là anh dùng emoji cho nó nhanh. Ok không? Đấy, thì bây giờ nhá, khi mà các bạn ấn vào cái nút like thì nó sẽ gọi tới một cái đường dẫn. Thì anh sẽ cho cái đường dẫn này anh đặt tên là like được không? Nó sẽ có cái đường dẫn là like, nó sẽ gọi tới cái con servlet mà có đường dẫn là like. Và bây giờ các bạn vào trong phần control, các bạn chuột phải new cho anh một cái servlet đặt tên là like control cho anh. Rồi ấn finish. Rất đơn giản thôi. Và quan trọng nhất đấy là cái servlet của mình nó phải có đường dẫn là gì các em nhỉ? Đường dẫn của thằng servlet của mình nó là gì nào? Like. Like chính xác. Ăn cơm chưa Duy? Out rồi. Nhá. Đây khi anh ấn vào cái nút emoji ấy, thì nó sẽ gọi tới con servlet có đường dẫn là bằng like. Thì bây giờ ấy, anh hỏi các em này. Là bây giờ cái servlet like của mình nó có nhiệm vụ, nó sẽ làm những cái bước như thế nào nhỉ? Công anh nhỉ? Bây giờ thằng 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 servlet line này nó làm những cái gì em nhỉ? Công anh. Công anh ơi. Đi đâu ấy nhỉ? Bọn này mất dạy nhỉ? Đang dạy ấy đi đâu? Trung ơi. Thôi Sơn đi. Vũ Hồng Sơn đi. Bây giờ cái servlet line của anh ấy là mình cần phải làm những cái gì em nhỉ? Em á Ừ. Em ơi. em Làm chưa gì biết em? em Em chưa biết chưa biết. Bây giờ em thấy là bây giờ có phải là mình cần phải lưu cái cặp gì em nhỉ? Bây giờ nhá, các em quay trở về DB ấy, trong cái bảng favorite thì anh có một cái bảng favorite thì nó lưu cái bộ gì? Nó lưu cái bộ là user ID và article ID, tức là user này đang like bài nào, đúng không? Đang like bài nào mà. Đấy, nó đang like bài nào? Thì bây giờ đâu đấy là anh cần insert cái bộ là gì các em nhỉ? Bộ user ID và article ID vào trong cái table này là xong. Đúng chưa? Bản chất của cái like nhá, bây giờ anh ví dụ nhá. Đây anh viết một câu lệnh query đi.
Ôi rồi lag rồi. Ý kiểu hoan à. Rồi. Bây giờ anh chọn DB là Genka nhá. Đấy. Thì anh muốn anh khi mà một thằng user nó like thì đơn giản là mình chỉ cần insert cái cặp cái ID của nó và cái article ID nó like là được. Thì câu lệnh của mình là gì? Nào gõ nào. Insert into gì các em nhỉ? Into bảng favorite. Đấy. Value là gì nào? User ID, bây giờ anh ví dụ nhá. Anh cho cái thằng user ID là bằng 1, nó like bài viết thứ mấy? Bài viết thứ 2. Đấy, chạy thử. 1. Ok, XQ nhá. Đấy, một dấu affect rồi đúng không? Thì bây giờ anh load lại nhá. Edit 1000 dấu này. Đấy, ok chưa? Thì như vậy là nó sẽ insert thêm cái cột là user ID bằng 1, like cái bài có ID là bằng 2. Đấy, thì bây giờ anh quay trở về cái thằng homepage nhá. Anh quay trở về code của mình này, chạy thử này. Anh login này. Thằng ID bằng 1 của mình nó là thằng gì các em nhỉ? ID bằng 1. Ừ, Ferris đúng không? Rồi vào thử nhá. Em không nhớ. Ừ, Ferris này. Thầy văn code của nó đi. Code này xấu quá. Rồi, sign in này. Đó, ok chưa? Thì bây giờ anh sẽ vào trong phần favorite của nó này. Thì như vậy là bây giờ nó like thêm một cái bài mà có ID bằng 2 rồi, chính là cái bài này đây. Để tiếp tục nhá, thêm phát nữa nhá. Này, cái này CSS đang hơi lủng này. Bây giờ like thêm một bài là có ID bằng 4 đi. XQ phát này. Và bây giờ anh chạy lại nhá. Ok chưa? Như vậy nó load thêm một cái bài có ID bằng 4 nữa. Đấy, các bạn hiểu cái phần like này chắn một cho anh nào. Nào hiểu phần like chắn một cho anh nào. Ok, hai bạn, ba bạn. Được rồi, ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào phần DAO, mình viết một cái hàm. Em xem query với anh người á. Đây em, insert into favorite value 114 thôi. Nói chung ấy là cái đầu tiên nó sẽ là gì nhỉ? Đầu tiên nó sẽ là user ID. Và cái thứ hai nó sẽ là article ID. Đấy, thì bây giờ nhá, anh sẽ quay. Đấy, các bạn chạy thử câu lệnh này cho anh đi. Viết thử cho anh đi, xong rồi mình sẽ vào trong NetBeans mình viết một cái hàm để mình lại thôi. Như vậy là mình xong hàm like rồi đúng không? Ok chưa em nhỉ? Ok chưa? Đang like em đang làm chức năng like và viết em. Đấy thì bây giờ nhá, em sẽ các em vào trong vào phần DAO. Đấy, rồi kéo xuống cho anh tạo cho anh một cái hàm, hàm này có nhiệm vụ là like. Thì nó cũng giống nó giống hàm gì nhỉ? Thế bây giờ anh hỏi các em là cái hàm like này nó có trả về gì không? Đây nhá, không trả về gì cả thì là hàm void đúng không? Hàm void em tên là hàm này là hàm like. Đấy. Thì truyền vào hai biến là gì các em nhỉ? String user ID này và string gì các em nhỉ? Article ID đúng không? Có nghĩa là bình thường là cái UID ấy, à cái UID của mình nó là kiểu in đi. Đấy. Thật ra như anh bảo các bạn trước là gì, cái kiểu string hay là kiểu inter ấy thì SQL server nó vẫn nhận đúng không? Nhưng mà ở đây các em để cho anh này là cái UID anh để là kiểu in, còn cái article ID anh để là kiểu string. Đấy, vì sao thì nữa các bạn sẽ biết. Đúng không? Các bạn thử tư duy anh xem tại vì sao anh lại đặt là đây là kiểu in mà đây là kiểu string mà anh không cho string hết hoặc là in hết đi mà tại sao phải làm như vậy? Đấy. Ok chưa? Set in này. Set cái gì các em nhỉ? Set inter này. Set cái UID vào dấu chấm hỏi đầu tiên và set cái article ID vào dấu chấm hỏi thứ hai. Đấy, xong rồi bằng xong rồi ở dưới đây xóa đi. ps.sql gì các em nhỉ? SQL update thôi, không cần phải query được không? Update thôi. Và cú pháp có định query của mình là như thế này. Đấy, hai cái này bằng cái gì nhỉ? Bằng chấm hỏi. Được chưa? Ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Truyền cái UID vào dấu hỏi đầu tiên và truyền cái article ID vào dấu hỏi thứ hai. Đấy. Ok nhá, set in này UID vào dấu hỏi thứ nhất, article ID vào dấu hỏi thứ hai. Và các bạn phải test cho anh hàm này. Test cho anh hàm này nhá. Viết hàm main test này. Đấy. Thì anh sẽ có DAO này, DAO này. DAO này bằng new DAO này.
do chấm chấm like này, bây giờ mình anh truyền vào, anh truyền cái ID bằng 1 này và nó like cái bài là bằng 10 này, chẳng hạn như thế nhá. 10 của mình nó kiểu string đúng không? Ok. Đấy, và bây giờ mình chạy thử và vào trong SQL Server để mình kiểm tra xem là nó đã insert vào hay chưa. Insert được vào rồi thì là ok. Nhá. Được không nhá? Chạy thử đi, bạn nào mà test được rồi chắc chắc một cho anh nhá. Bạn nào test được rồi chắc một cho anh. Ok, một bạn. Được bạn Tùng này. Em bị lag rồi à? Sao lại bị lag em? Đây cho code luôn này, học online được cái sướng này, cho code luôn này. Đấy. Cho code luôn cho sướng này. Đấy. Copy vào là xong. Hiểu là được. Hiểu là được. Lười không code thôi, anh gửi code rồi, chạy thử đi, chạy thử văn nhá. Rồi. Rồi, chưa thấy successful, đợi successful đã. Rồi ok, successful rồi, bây giờ vào vào trong DB check này. Đấy. SQL lại phần nữa này. Ok, như vậy là anh đã truyền được cái bộ là UID bằng 1 và cái article ID bằng 10 vào trong DB rồi. Như vậy là đã xong được cái hàm like rồi, đúng không? Đấy. Thì bây giờ ở bên phần like control mình sẽ làm gì các em nhỉ? Like control thì mình sẽ làm gì nào? Các em nhớ cho anh nhá, cái phần like control của mình ấy là nó phải có đường dẫn là bằng like. Không tin nữa là bị lỗi 404 đấy nhá. Đấy, thì bây giờ việc của anh rất là đơn giản thôi. Vào trong phần hàm main, copy ra. Đúng không? Nhưng mà mình cần hai biến là gì các em nhỉ? Ở đây anh cần hai cái biến, thứ nhất là UID và thứ hai là article ID. Thì bây giờ anh hỏi các em article ID mình lấy ở đâu và UID mình lấy ở đâu? Nào bạn nào thử bật mic cho anh xem là bây giờ anh muốn lấy article ID và UID thì anh lấy ở đâu nào? Hiếu nào? Bây giờ anh muốn lấy article ID lấy ở đâu em nhỉ? Hiếu nhỉ? Bạn này họ online đi ngủ hết. Lấy ở đâu anh? Ờ bây giờ có phải là bây giờ hàm của mình cần UID và article ID? Thì lấy ở đâu em? Article ID lấy ở đâu? Lấy ở account. Account đâu mà account. Article ID là lấy ở phần homepage. Lấy ở cái mình bấm like. Đúng rồi, like chấm hỏi. À, ID này bằng cái gì? Lấy ID của thằng user đang đăng nhập. Đúng rồi, ID bằng cái gì các em nhỉ? O chấm gì nào? O chấm gì? O chấm gì thì phải vào entity mình check đúng không? Đây, ID đây. Đấy. Được không? Có nghĩa rằng ở đây khi mà anh ấn vào cái nút like ấy, thì nó sẽ truyền tới con servlet có cái đường dẫn là bằng like và nó truyền cái biến là ID, tức là article ID bằng o.id. Thì như vậy là mình đã lấy được ID của bài này. Được chưa? Nào, code cho anh nào. Tập trung nhá các em nhá, tập trung để mình làm phần phân trang nhá. Làm nhanh để mình làm phần phân trang nào. Ok chưa nhỉ? Rồi thì bây giờ anh quay trở về phần line này, quay trở về phần line này. Thì anh sẽ có một cái biến là string gì các em nhỉ? String ID bằng request.getParameter ở đâu? Ở phần ID. Đấy. Thì như vậy là anh đã được ID rồi. Cái thứ hai là anh cần cái user ID. Thì bây giờ anh lấy ở đâu nhỉ? Cường nhỉ? Nào, anh có ID rồi, bây giờ còn UID thì lấy ở đâu? Login. Nói chuẩn lại cho anh xem nào. Bây giờ anh cần lấy ID lấy ở đâu? Thế bây giờ nhá, anh hỏi các em này, khi mà anh login vào ấy thì anh đã đẩy được cái UID lên trên đâu rồi? Đúng rồi, bạn nói đúng rồi, có phải là hôm trước anh phân tích rất là kỹ là như thế nào các em nhỉ? Là khi mà mình login xong ấy là ở đây này, login control này. Khi mà anh login xong ấy thì anh đẩy cái thông tin của thằng A tức là thằng account của mình lên trên một cái chỗ gọi là cái section. Đấy, tức là anh không đẩy dữ liệu này, anh không đẩy cái account này lên trên trang nào cả. Mà anh đẩy cái account này lên trên một cái section. Được không? Đấy. Và bây giờ ở bên kia là việc của anh là gì? À, bây giờ mình cần cái UID đúng không? Thì mình gọi từ section về là xong. Mình lấy từ section về là xong. Đấy. Có nhớ lock out control không? Lock out control thì mình làm gì đây?
À cookie này xóa đi nhá, ở phần lookout control xóa cookie nhá. Bạn nào đang giữ cookie ở phần lookout control xóa cho anh nhá. Đấy. Xóa xóa phần lookout control à, cái cookie ở ở chỗ phần lookout control nhá các em nhá. Bây giờ mình quay trở về mình dùng session rồi. Thì bây giờ nhá, việc của các bạn là gì? Các bạn quay trở về cái phần live control nào. À thôi được, xóa đã. Xóa đi xong rồi quay trở về phần live control nhá. Thì ở phần live control ấy thì bây giờ việc của anh là anh lấy thêm được cái UID ở trên section nữa là xong. Đúng không? Nhớ cho anh nhá. Khi mà các em login ấy thì các em lưu thông tin của username à của user vào trong section. Thì bây giờ các em cần lấy thì các em gọi từ section các em gọi về thôi. Nhá. Cho những bạn nào hôm trước nghỉ học nhá, hiểu nhá. Là ở đây là anh lưu thông tin của user ấy thì anh sẽ lưu ở trong cái section, anh không lưu ở ở trang nào hết mà anh sẽ lưu ở section. Lúc nào cần lấy thì anh lấy. Đấy thì bây giờ nha các bạn quay trở về cái phần là gì nhỉ, live control này. Thì anh sẽ gọi tới section này bằng cú pháp là gì các em nhỉ? HTTP section này. Đấy, section này đặt tên là section này. Bằng request.get gì nhỉ? Get gì các em nhỉ? Get section đúng không? Và anh sẽ có một cái biến account A này. Đấy. Và anh sẽ bằng account, cái này chỗ này là anh sẽ ép cái section của anh sang cái account được không? Section.get gì nhờ? Công Anh nhờ, hôm trước bị lỗi phần này Công Anh nhờ. Section.gì nào? .get gì Công Anh? À, get attribute của anh. Đúng rồi, get attribute nhá. Get ở đâu em nhờ? Get attribute ở đâu? Cái chỗ account người dùng tên. Em quên từ tên nó là gì rồi anh ạ? Ờ, ở bên cái chỗ phần login control ấy là mình đẩy cái account A lên trên chỗ section à, lên trên cái chỗ account của section. Có nghĩa là ở đây mình đặt tên biến là gì ấy? Có nghĩa là mình lưu ở đâu? Mình lưu ở phần account đúng không? Thì mình phải lấy từ account về. Nhá. Có nghĩa là ở chỗ này anh lưu ở phần account thì bây giờ ở bên đây anh phải lấy từ account về, tức là phải lấy ở đây này. Đấy, và bây giờ anh cần cái gì của thằng account này nhỉ? Hiếu hiếu nhỉ? Anh cần cái gì của account này em? Hiểu nào, anh cần gì ở cao nhỉ? Bọn này mày hỏng rồi. Nào, anh cần lấy gì của ở cao nhỉ, Hiếu nhỉ? Đúng rồi, UID. À, anh hỏi nhá, em bị lỗi cái bộ dây này không, Hiếu? Em không. Ok nhá. Bây giờ có phải là nhanh phân tích là gì? Cái line của mình ấy là mình cần truyền cái UID về đúng không? Và cần truyền cái ID về. Thì như vậy ID anh đã lấy được rồi. Bây giờ anh cần lấy cái UID trên thằng account này là xong. Đấy thì là a.get gì nào? a.get ID. Và ở bên này nó là gì nhỉ? A ID thôi. Đấy. Line xong thì mình sẽ đẩy về trang nào các em nhỉ? Respond này. Chấm sendirect tới trang nào nhỉ? Tới trang quay trở về trang homepage đúng không? .gsp này. Ok chưa? Được chưa các em? Ok chưa? Ok chưa? Rồi, chạy thử đi xem bị lỗi gì không? Phần like của mình rất là dễ thôi. Phần like của mình quá dễ luôn các em. Nó chỉ đơn giản là cũng là crud thôi, không có gì lạ cả đúng không? Coi như là hôm nay là ôn lại section. Đấy, đẩy section lên như thế nào, đẩy dữ liệu lên trên section như thế nào và lấy dữ liệu từ section về như thế nào. Chạy thử nhá. Bây giờ chạy ở đâu nhỉ? Bây giờ vẫn phải chạy ở phần login được không? Admin này. À không. Bây giờ anh sẽ làm account mới đi. Bạn nào chạy được rồi chắn một cho anh nào. Bạn nào mà chạy thành công cái phần live này chắn một cho anh nào. Nào chạy thành công phần live chắn một cho anh nào. Anh like cái ấm này, like cái chơi game này, like cái máy tính này và phần favorite nhá. Ok luôn. Ok luôn. Đúng không? Vào DB check phát này. Vào DB check phát cái chỗ phần đây này. Các em thấy không, là UID bằng 6, like 3 sản phẩm 1 2 3. Đấy. Nào, bạn nào được rồi chắc một cho anh nào. Bạn nào like được rồi chắc một cho anh nào. Rồi, một bạn.
Anh ở serverless mình đẩy cái trang nào anh? Đẩy ngược về homepage thôi em. Ok. Ừ. Nhưng mà các em biết chúng ta đang gặp em bị mà tới exception. Em bị system cannot find pass. Chịu, anh chịu. Các em hiểu logic phần line này chưa? Nhưng mà các em biết là chúng ta có vấn đề gì không? Ngay trước khi anh fix lỗi nhá. Các em biết là chúng ta có vấn đề gì không nhỉ? Bây giờ giả sử này. Anh line hai lần thì sao? Thì nó vẫn làm gì các em nhỉ? Nó vẫn hiện sơ nào đúng không? Thì đó là mình phải check nếu mà người dùng đã like rồi thì mình sẽ làm gì đấy chẳng hạn. Đấy, có thể là cho không không cho người dùng like nữa, hoặc là người dùng vẫn like nhưng mà nó sẽ không nhận. Đúng không nhỉ? Nhưng mà cái này các em tự làm nhá, cái chỗ phần check là đã like rồi các em tự làm nhá, vẫn là kiểu load lên rồi check check các kiểu thôi. Có tự làm được phần check này không? Này tự làm được chưa đúng không? Rồi bây giờ bạn nào bị lỗi xem này anh xem nào. Xe nào, xe phát nào. Ưu tiên bạn à Tùng Sơn Hoàng. Quên mất ở Tùng Sơn à Hoàng Hoàng Sơn Tùng. Quên mất. Thử đi em. Nào xem hình ảnh xem nào. Nào bị lỗi đâu em? Lỗi chỗ nào nào? Chạy được rồi anh ạ. Không hiểu sao lúc nãy nó bị thế thôi. Thôi rồi ok, tiếp tục nào, bạn nào bị lỗi nào. Ok, xe đi em. Lỗi đâu em? Rồi em đã tích cổ vào đi nhá. Anh bảo này, cái biến của em ấy, cái biến của em là article ID ấy. Lần sau các bạn lưu cho anh nhá, đây là cái lỗi nhiều bạn hay gặp nhá. Em ơi phải dùng UID chứ, vì mỗi một thằng user ấy nó có username, có password, có UID đúng không? Anh bảo này, do cái biến của em ấy, em đặt tên là article ID chữ A viết hoa đấy, A viết hoa nhá, nó cứ thông báo là cái biến này nó không được đấy anh. Đúng rồi, chính xác. Sau này em đặt tên biến mà em dùng GSTL ấy, em phải đặt tên biến theo dạng là viết thường. Em đặt viết hoa như này nó sẽ không nhận được. Từ từ từ, không phải chỉnh, không phải chỉnh. Bây giờ em vào trong phần homepage đi. Đây, em chạy thì nó thông báo. Đây anh bảo em nhá, thực chất nó gọi tới hàm gì em? Em phóng to lên đi, phóng to quên đi. Em phân tích cho. Phóng to đi. ALT em, ALT em. ALT. ALT lăn chuột lên. Đây nhá, thực chất là o.article id là nó gọi từ cái gì em nhỉ? À, nó gọi đến cái bạn nào thì trả lời cho anh xem là thực chất cái o.article id nó gọi từ cái gì? Nó gọi đến cái thuộc tính á. Không, sao gọi thuộc tính em? Em quay trở về cái phần article cho anh nào. Không, nó ở trong cái không phải, không phải, em vào trong phần article.java cho anh nào. Em nhớ cho anh nhá, những cái biến như là article id, title, description, mod, tất cả đều là private hết. Private thì làm sao gọi được tới cái biến đấy? Thực chất nó gọi tới hàm gì? Thực chất cái chỗ phần o chấm gì đấy là nó gọi tới hàm gì các em nhỉ? Kết article ID. Đúng hàm rồi, đó. Anh nhớ lần trước em phân tích rồi mà. Đúng không? Có phải là thực chất của nó ấy, là nó đang gọi tới cái hàm get. Chứ những cái biến kia nó để là private thì gọi sao được.
Nhưng mà vấn đề là gì các em nhỉ? Khi mà nó gọi tới hàm get thì nó sẽ đọc theo kiểu gì? Bây giờ như bạn bạn Thanh ấy, bây giờ em vào trong cái hàm get article ID thì thực chất nó sẽ gọi kiểu gì em nhỉ? Đối với cái hàm có cấu trúc như vậy nó sẽ gọi như thế nào? Biến của nó sẽ gọi như thế nào? Đây này anh bảo em nhá. Thực chất nó đang gọi tới hàm là get article ID. Nhưng mà cái cú pháp của nó là chữ A phải là viết thường. Do em đặt tên biến là chữ A viết hoa ấy. Nhưng mà do thực chất bản chất của nó là nó gọi tới hàm get article ID thì chữ A phải là viết thường. Em phải quay trở về phần homepage, em để chữ A viết thường cho anh. Homepage cho ZP. Có cần viết thường tên biến không ạ? Không phải sửa em, không phải. Em hiểu rằng là đây là nó đang gọi tới hàm là get article ID thì nó sẽ đọc theo cấu trúc là đằng sau cái chữ T ấy, sẽ là A viết thường. Đoán sai đi. Quá phức tạp. Phức tạp đâu phức tạp. Cái này anh phân tích chuẩn mà. Do là bạn đặt tên biến là nó bị kiểu như thế rồi nên là mình. Nhưng mà thực chất nó không gọi tên biến. Các bạn biết là gì? Anh bảo các bạn là copy cái thuộc tính ra ấy. Thuộc tính từ bên article sang kia là do cái bước đấy là bước tắt thôi. Còn về bản chất là nó vẫn gọi tới hàm get. Nhưng mà nó gọi theo cấu trúc là gọi tới tên biến. Nhưng mà do đây là do bạn đặt tên biến cấu trúc là chữ hoa viết đầu tiên là sai luôn rồi. Em ơi em like thử đi em. Login đi em, login đi. Ok chưa? Được. Ừ. Còn cái phần nữa là cái phần check. Nếu mà các bạn đã like rồi thì không được like nữa thì các bạn tự làm cho anh. Được không? Bây giờ mình sẽ làm phần phân trang nhé. Ok không? Bây giờ mình sẽ làm phần phân trang nhé. Ok, sau đi em. Hôm nay có mười mấy bạn đi học rồi nhỉ? Bỏ học hôm nay là hỏng rồi. Bỏ học này là hỏng rồi. Đi rồi. Em ơi. Nó mãi mà không được em. Em đọc cái lỗi cho anh ở trên cái chỗ phần 500 nè. Cái lỗi phần 500 nè. Quay trở về. Nó bảo của em ấy là em không có thuộc tính nào có tên là article ID cả. Lỗi giống lỗi của bạn. À bây giờ em phải chuyển thành viết thường à? Chữ A viết thường. Về bản chất đấy là nó đang gọi tới hàm get. Không không em Ctrl Z lại cho anh nào. Không cần phải làm như vậy. Về bản chất đấy là nó gọi tới hàm get article ID. Thì như vậy là bên kia nó gọi theo kiểu gì? Nó gọi là chữ A viết thường bên phần homepage ấy. Article ID kìa, chữ A viết thường. Cái chỗ phần o.at nào kéo xuống này là cái phần o mà chấm article id này là nó đang gọi tới hàm get được không chứ không phải là nó gọi tới tính đâu nhá. À với thường nào. À ok ạ. Được, bây giờ thức được này. Ok ạ. Like đi nào, login nào. Thế, ok ấn like đi em. Ok. Với lại anh bảo các bạn này, còn vấn đề nữa. Giả sử bây giờ người dùng login ấy thì có được like không? Giả sử bây giờ người dùng chưa login thì có được like không? Được anh. Không có. Chưa login làm sao được like? Đấy, like bây giờ nghèo. In vào. Ừ. Bây giờ anh muốn như này nhá. Đây, anh chạy thử lại, anh log out này. Bây giờ anh vào trang gì nhỉ? Anh vào trang homepage đi. Đấy. Thì vẫn vào được nhưng mà bây giờ là không được like. Bây giờ anh ấn nút like phát lỗi luôn này, tin không? Lỗi 500 luôn. Lỗi 500 luôn, vì sao em nhỉ? Vì làm gì có thằng UID để nào đâu. Nó đã có UID chưa? Đúng rồi, chính xác bạn Tùng ơi, đúng rồi. Bây giờ nhá, khi mình like thì mình cần có user ID và có article ID, thì ở đây nó có article ID nhưng mà user ID không có vì là mình chưa login. Chưa login thì session nó sẽ bị null, như vậy bị lỗi 500 là đúng rồi. Đấy thì bây giờ anh muốn là như thế này các em này. Nếu mà người dùng chưa login vào ấy thì mà ấn vào nút like thì mặc định là sẽ chuyển tới trang cho người dùng login luôn.
đúng không? Bây giờ nhá, mà chưa login mà người dùng vẫn ấn vào nút like thì sẽ đẩy người dùng tới trang là trang login. Ok không? Quay về trang homepage cho anh. Thì bây giờ XL như thế nào? Đây nhá. Bây giờ XL đúng không? Khi nào thì hiển thị cái đường dẫn này, khi nào hiển thị đường dẫn khác. Đấy, thì anh sẽ XL nha các em này. Có nhớ XL của phần section không? Đây, để chú ý nhá, chú ý cho anh nhá. C này, if này, test này. Nếu mà cái section scope chấm gì các em nhỉ? Section scope chấm account mà nó làm sao? Đây, nếu mà người cái section scope gọi thì cái account, vì sao gọi tới account các em nhỉ? Vì là khi mình login vào ấy thì là mình đẩy cái thằng account A này lên trên chỗ account. Đấy, thì bây giờ anh sẽ gọi, anh sẽ dùng cái cú pháp là section scope gọi tới phần account đấy. Nếu mà nó khác null thì sao? Khác null tức là gì nhỉ? Duy nhỉ? Thì tức là đăng nhập rồi. Đăng nhập rồi thì mình làm gì? Thì cho nó like bình thường. Đấy, thì cho nó vào và hiển thị cái chỗ phần này đúng không? Còn L thì sao? Tức là nếu mà nó làm sao nhỉ? Nếu nó bằng null thì sao? Thì ở chỗ này đường dẫn của nó sẽ là gì em nhỉ? Nếu mà bằng null thì là chuyển tới trang nào? Login.jsp. Đúng rồi, đấy. Ok chưa? Hiểu chưa? Nếu mà cái chỗ account này nó khác null thì đẩy về gì nhỉ? Thì cho like đúng không? Nếu mà khác null tức là login rồi cho like, còn không thì là gì? Đẩy về trang login, bắt người dùng login. Đấy là cách sử dụng nhá. Ok, anh copy code anh gửi cho các bạn này. Tội gì đúng không? Học online được cái tiện này, copy code này, hiểu là được nhá. Đấy, bạn nào chạy được rồi chắn một cho anh. Chạy được chắn một cho anh. Chắn một hết nhá. Hình như copy nó bị thiếu hay sao? Em nhìn nó hơi cục. Thiếu đâu mà thiếu. Đấy, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, có cái bị thiếu, em biết vì sao bị thiếu không? Thằng mít của mình ấy, nó chỉ cho giới hạn từ thôi. Anh cho hai lần nhá. Đoạn trên, đoạn dưới nhá. Ok chưa? Bạn nào được rồi chắn một cho anh nào. Bên này mấy thằng đi đâu ấy nhỉ? Này, hôm nay là chỉ tính ra là chỉ có 18 người học thôi đấy nhá. Một thằng đi bay giờ. Mười tám thì tính ra là bị thiếu mất tận 3 bạn, 3 hay 4 bạn gì đấy. Rồi đến khi buổi sau không hiểu gì thì ok chưa, chạy thử nhá. Có buồn. Đây, bây giờ này, khi mà anh vào homepage này, log out đi. Rồi quay trở về homepage nhá. Quay trở về homepage này. Đấy. Thì như vậy là bây giờ account anh không có. Anh vẫn cố tình ấn vào nút like. Click phát. Bắt login luôn. Ok chưa? Ngon chưa? Đấy, thì như vậy là anh xong cái phần login rồi nhá. Ở trong phần like nhá. Login này. Rồi ok, ngon rồi. Đấy. Like tí này. Like bài này, like hai bài này. Ok nhỉ? Bây giờ đến phần phân trang nhé. Các bạn muốn phân trang đúng không? Ok chưa các em? Bây giờ đến phần phân trang nhé. Phân trang thì nó cũng không khó lắm đâu. Thì đợi anh tí anh xem có cái giao diện nào đẹp đẹp nào. Baking Bootstrap. Đây, baking này đẹp này. Brace neck. Đây, chỉ cần nhạt thôi. Đây nhá, phân trang thì chúng ta cần phải có số trang em ạ. Bây giờ các bạn dùng, các bạn làm một cái đơn giản nhất đi. Là mình có số 123 đi, các bạn copy vào cho anh. Nhá, copy, anh sẽ gửi code cho các bạn này. Đấy. Và các bạn sẽ copy, các bạn ném vào đâu nhỉ? Bây giờ mình cần phần phân trang thì mình cần phải có số thứ tự của trang đúng không? Thì các bạn sẽ copy và các bạn ném ở dưới phần for x nhá. Vì sao phải ném ở for x, ở dưới for x các em nhỉ? Là mình sẽ hiển thị ra cái list xong rồi mình sẽ tới phần phân trang đúng không?
Rồi xem lại này. Đấy, ném xuống phần forex nhá. Anh gửi code cho các bạn trên Meet rồi đấy. Có ngon, cà phê có ngon luôn. Rồi, thử phát này. Ok nhỉ? Mình làm gì nhỉ? À đây, đây, kéo xuống nhá. Đấy, các em thấy cái số phần phân trang số 123 chưa? Đây là cái phần phân trang đơn giản nhất các em nhá. Đây, phân trang là đơn giản nhất này. Đấy, còn nếu mà không ấy, nó phải kiểu kiểu như này này. Đây, nó phải kiểu như phải có next rồi, có previous các kiểu đúng không? Còn đây là phân trang đơn giản nhất, được không? Mình chỉ cần làm đơn giản nhất thôi. Đấy, thì bây giờ các bạn muốn cho phần này vào giữa thì bạn sẽ dùng cái cú pháp là gì để cho vào giữa được nhỉ? Này, cho style xem nào. Align và center xem nào. Em nghĩ là mình nên làm kiểu previous với next kìa anh ạ. Làm previous với next kìa, cả buổi này không xong được em ạ. Không cần đâu, thì em cứ làm xong phần này đã, được không? Xong phần này đã. Thầy Sơn bắt làm kiểu previous với next ạ. Thế á? Vâng ạ. Thêm JavaScript vào kiểu rối mù luôn. Được rồi, thế thì bây giờ các bạn cứ làm số 123 đi được không? Ok, ok. Đấy, cho vào giữa thôi, kệ nó nhá. Kệ nó, anh không cần cho vào giữa đâu, kệ nó. Anh take a line center không được. Ờ, margin không auto xem nhá. Không, margin đừng không, anh margin cho cách một tí đi. 20 px auto chẳng hạn. Công anh nhớ hôm sau bảo thằng bạn đi học đầy đủ nhá. Không vào được. À, thêm width đi đúng không? Cái này chắc là width đang bị ấy. Width cho tầm 300 px chẳng hạn. Ok chưa? Width của nó bị full. Đấy, nên là mình phải cho width một tí thôi. Cái này, à thôi rồi, cho các bạn cái code này tí nhá. Đấy, chả có gì ngoài code. Có bạn nào mà code không kịp không nhở? Cố gắng code kịp một tí nhá. Học phần này vui lắm, học phần này là vì là các bạn biết rồi, hôm sau mà các bạn học môn lắp web ấy thì khó nhất cũng là phân trang. Ở đây có bạn nào nhỉ? Bạn Hoàng Sơn Tùng hay là bạn gì ấy? Có hai bạn đang học một lắp web đúng không? Thì khó nhất cũng chỉ là phân trang thôi. Đấy, khó nhất cũng chỉ là phân trang thôi. Hưng này học không em? Không à? Thằng này học mấy hôm chơi chơi cho vui thì à? Rồi, ok nhá. Ừ, rồi, ok. Tiếp tục này. Hiện tại là cái số này là số 123. Đấy thì bây giờ nhá. Bây giờ sẽ như này các em nhá, 123 này. Thì bây giờ anh sẽ muốn như này các em này là bây giờ phân trang ấy, phân trang đơn giản thì nó sẽ có thứ nhất như này các em nhá. Phân trang nó sẽ kiểu như này. Thứ nhất là mỗi trang bao nhiêu bài đúng không? Và tổng cộng sẽ có bao nhiêu trang? Mỗi trang bao nhiêu bài? Đúng không? Mỗi trang bao nhiêu bài? Thì bây giờ giả sử nhá, anh cho mỗi trang là tầm 3 bài thôi, vì cho nó nhiều các em ạ. Bây giờ anh muốn là cho mỗi trang 3 bài thôi cho nó nhiều nhá. Còn về thực tế ở đấy mỗi trang phải tầm chục bài. Thì bây giờ anh cho là gì? Mỗi trang 3 bài thôi. Được không? Anh cho mỗi trang là 3 bài thôi nhá. Anh cho mỗi trang là 3 bài. Ơ sao cái chỗ này giao diện anh bị vỡ nhỉ? À thu nhỏ lại nó bị ơ. Sao lại bị sát như này nhỉ? Nó dậy nhỉ? Hay là chẳng lẽ cốc độc khác mà trông độc khác à? Đúng rồi em, chính xác em. Thôi cứ làm lại em. Bây giờ phân trang của mình ấy thì mình có hai thành phần. Nhá, có thành phần nhá. Thứ nhất ấy là mình mỗi trang mình hiển thị bao nhiêu bài. Nhá, mỗi trang mình hiển thị bao nhiêu bài. Được không em nhỉ? Mỗi trang mình hiển thị bao nhiêu bài. Đấy, thì bây giờ nhá, anh cho mỗi trang là hiển thị 3 bài thôi. 3 bài thôi. Được không? Mỗi trang hiển thị 3 bài thôi. Thì bây giờ anh cần hiển thị ở dưới bao nhiêu số? Giả sử bây giờ anh ví dụ nhá, trong DB của anh là có bao nhiêu bài các em nhỉ? Anh xem nào, article này.
16 bài là hiển thị mấy trang? À, các em, 16 bài là mỗi trang mà anh cho hiển thị 3 bài thì là 16 bài là hiển thị ở mấy trang? 6. 6 trang nhá Đức nhá, 6 trang nhá. Không cần em, không cần em, tí nữa mình có thời gian mình làm phần insert nữa mà. Mỗi trang mà 3 bài mà đây là có 16 trang, à 16 bài, như vậy là mỗi trang hiển thị 3 bài. Tổng cộng là mình sẽ có 5 trang là mỗi 5 trang là 5 trang đấy là sẽ mỗi trang là có 3 bài, và trang thứ 6 ấy là có mấy bài nhỉ? Trang thứ 6 là có mấy bài? 1 bài chính xác. Thì bây giờ việc của anh ấy là mình phải hiển thị ra là ở dưới này nó sẽ có bao nhiêu trang. Thì như ở đây là của anh là gì? Ở chỗ này của anh là có 3 trang. À 6 trang chính xác, 6 trang. Thì bây giờ việc của anh là anh phải đếm xem là trong DB của anh có tổng cộng là bao nhiêu bài. Đúng không? Đây nhá. Select count này. Sao này? From gì các em nhỉ? Article đúng không? Đấy. Đầu tiên anh phải đếm xem ấy là trong DB của anh có bao nhiêu bài. Mục đích của anh làm gì các em nhỉ? Mục đích của anh để xem là với những cái bài đấy thì sẽ có bao nhiêu trang. Thì như vậy là với 16 bài này anh sẽ chia cho 3 và dư 1 đúng không? Nếu mà dư 1 thì anh sẽ cộng lên là bằng 6 trang. Đấy, như vậy anh sẽ có cú pháp là gì? Select count sao from article để đếm xem là trong article của anh ấy có tổng cộng bao nhiêu bài. Ok chưa? Đấy, viết tranh hàm này đi xong để mình làm tiếp. Bây giờ bước 1 của mình nhé các em nhá. Bước 1 trong việc phân trang của mình ấy là phải đếm xem là trong DB có bao nhiêu bài. Ok không? Trong DB có bao nhiêu bài? Không biết phần nào em nhỉ? Đây em. Ok nhé, thì bây giờ anh cần một cái hàm để đếm xem là tổng cộng là mình sẽ có bao nhiêu trang. Ok không em nhỉ? Thì sẽ có cái hàm nhé, các em sẽ vào phần DAO nhé. Ừ, DAO em. Thì anh cần một cái hàm trả về xem là tổng cộng có bao nhiêu trang. Hàm trả về cái gì các em nhỉ? Trả về gì nó? Public gì nhỉ? Int đúng không? Đấy. Anh sẽ gọi là total page chẳng hạn. Total page này có nghĩa là sẽ có bao nhiêu trang nhá, total base hoặc sẽ có bao nhiêu trang đấy. Thì như vậy là anh cũng có câu lệnh query này, câu lệnh query thì anh vừa làm rồi nhá. Anh sẽ có biến inter này, total này, bắt đầu cho bằng không đi đấy, query anh vừa làm rồi là câu lệnh này đúng không đấy. Bạn nào mà lười thì cứ chú ý hết, rồi anh gửi code cho các bạn cũng được, chả vấn đề gì hết, hiểu được là được đấy. Xong rồi cũng try catch này rồi, ở kết thúc thì mình sẽ return về total đúng không. Đấy, chai kết rồi anh cũng các kiểu nhá. Kết nối rồi XQ này. Ở đây là phải XQ query các em nhá. RS bằng PS.XQ query nhá. Đấy. Rồi. Y RS.next. Thì mình sẽ return về. À mình sẽ làm gì nhờ? Anh sẽ có biến inter. Đây nhá, nhớ cho anh nhá. Là hàm này là hàm đếm xem là tổng cộng có bao nhiêu page, chứ không phải là hàm đếm xem là có 16 bài đâu nhá. Đấy, total article được không? Rồi total A đi. Bằng rs.get gì các em nhờ? Get in của mấy? Của 1. Đấy, các em nhớ cho anh nhá. Total A khác cũng như là tổng số bài khác, mà total page khác nhá. Bây giờ bài cái hàm này của anh là đếm xem là tổng cộng là có bao nhiêu bài, à có bao nhiêu trang, chứ không phải là có bao nhiêu bài, được không? Tại sao là rs.getin của 1 nhỉ? Hay 2 nhỉ? Tại sao là rs.getin của 1 em? Tại vì nó cái bảng gen ra đấy chỉ có một cái. Ồ, một, okay, một chính xác. Rồi. Đấy thì bây giờ nhá. Bây giờ anh hỏi các em này, cái total với total A nó quan hệ với nhau như thế nào? Nếu mà anh cho mỗi trang 3 bài. Total A sẽ bằng gì nhỉ? Total sẽ bằng total A như thế nào em nhỉ? Chia cho mấy?
chia ba. Ờ chính xác. Rồi, chưa đủ. Làm tròn lên anh. Nếu mà chia hết thì đúng rồi, bạn đã đúng rồi, if total ấy mà phần trăm cho 3. Cũng anh chia cho 3 lấy dư ấy mà nó khác không thì sao các em nhỉ? Khác không thì tức là gì? Là dư đúng không? Dư thì mình phải làm gì nhỉ? Total. Phải thêm cho. Đấy. Giống kiểu như bây giờ nhá, 15 chia cho 3 thì là hết rồi. Nhưng mà 16 chia cho 3 ấy thì là được 5 dư 1. Như vậy là 16 mà chia cho 3 lấy dư ấy thì như vậy nó sẽ khác không. Khác không thì tôi cũng cộng thêm một trang. Rồi cho cốt nhá. Từ từ, cốt bị ấy mất rồi, cốt bị không được hiển thị full rồi. Ừ. Tốt vẫn nhỉ. Thôi chép xong rồi viết tiếp đi các em, bây giờ chỗ này nó không cho hết. Mất dạy thật. Thôi anh copy trong phần chat thôi nhá. Rồi ok. Rồi các bạn làm xong các bạn test thử cho anh đi. Viết xong test thử cho anh ở bên dưới xem là total nó có chính xác là bằng 6 hay không. Nếu mà total bằng 6 ấy thì mới là đúng. Ok không? Rồi, in thử nha. Cái gì các em nhỉ? DAO.total Pet. Rồi, chạy thử nhá. Rồi, bạn nào chạy được chắn 1 cho anh nào. Bằng 6 ok rồi này. Đấy, chạy được chắn 1 cho anh nhé. Bằng 6 ok rồi. Rồi. Thế bây giờ quay trở về homepage. Đấy, bạn nào được rồi, quay trở về homepage. Thì các em để ý cho anh nhá, ở chỗ này ấy, là cái số của mình nó hiện tại nó đang in mặc định là gì các em nhỉ? In mặc định là 123. Đấy, mặc 123 nhá. Này, 123 thì bây giờ mình thay số 123 bằng cái gì các em nhỉ? Cái chỗ phần này thì tạm thời... chỗ này tạm thời là comment lại đi. Đấy, cái chỗ này tạm thời là có phải bây giờ là gì các em nhỉ? Là anh sẽ dùng bằng for để in ra cái này không? In ra số là 123 không nào? Bây giờ thay vì là số 123 fix cứng thì anh sẽ dùng cái vòng for để anh in ra 123 được không? Ok không nhỉ? Đấy, for thì bây giờ ấy, bây giờ các em ở chỗ này là mình đang dùng gì nhỉ? Mình đang dùng bin đúng không? For cái gì các em nhỉ? Nào bây giờ anh sẽ dùng vòng for để anh in nào. C này. For gì nhỉ? Đấy, item của anh là gì nào? Đô la cái gì các em nhỉ? A chấm gì? A chấm gì các em nhỉ? Total bet. Đấy, các em thấy không? Khi mà cái hàm của mình ấy, nó có cấu trúc mà không phải là gì nhỉ? Có cấu trúc không phải là dưới dạng hàm get ấy, thì nó vẫn đọc hàm đấy dưới dạng là bình thường. Còn nếu như hàm nào của mình ấy mà nó có cấu trúc là get cái gì đấy thì nó sẽ đọc tên biến của nó thôi. Đấy, hàm của anh là hàm gì nhỉ? Hàm của anh là hàm total bet thì nó đọc là total bet thôi. Và va là gì các em nhỉ? Va là tên là y nhá. Đấy, và tên là y này. Thì như vậy là bây giờ anh hiển thị thay vì cái số 2 này anh hiển thị cái gì nhỉ? Công anh nhỉ? Y cộng cộng. Cộng y thôi chứ. À y. Có phải là bây à anh xin lỗi. À anh xin lỗi các em ơi. Item ở đây. À đúng rồi. Đúng rồi. Chạy thử nhá. À từ từ. Các em ơi, sai rồi. Cái a chấm total bet này là bằng số mấy? A chấm total bet bằng số mấy nhỉ? Số 6. Số 6 như vậy là item là sai rồi. Cái này phải dùng cái gì nào? Begin 1 và end ở đâu? End ở a total bet. Ừ, đấy. Begin ở 1 và end ở 6. Và là bằng y. Thì như vậy là y nó sẽ là gì? Y nó sẽ là 1, là 2, là 3, là 4, là 5, là 6. Được không? Item của mình là một list cơ mà. Đây là một số thì phải là dùng begin và end chứ. Có nhớ cái câu lệnh begin và end ngày xưa học buổi đầu không? Buổi đầu hay buổi thứ hai ấy nhỉ? Hôm nay mới biết mà anh. Này biết đâu anh dạy. Này mà... cái này thấy hơi lạ. Hơi lạ à? Hôm nay mới biết anh rồi. Này biết à? Anh tưởng tượng là học vậy rồi.
Chắc là lớp block 5 là anh dạy phần đấy, nhưng mà lớp các em là anh lại quên. Nhưng mà ngoài cái, có nghĩa là các em nhớ là vòng for mình có hai dạng đúng không? Thứ nhất là for x, tức là for một lead object, và cái thứ hai là for y. Thì cái dạng này là dạng for y này, có nghĩa là bắt đầu từ đâu? Ở đây bắt đầu từ 1 và kết thúc bởi cái số nào đấy đúng không? Đây điểm bắt đầu, điểm kết thúc này, và có biến đếm này. Chạy thử cho anh, bây chạy ở đâu nhỉ? Chạy thử ở đâu? Không biết anh ơi. Rồi chạy thử nhá. Ok chưa? Như vậy là bây giờ anh hiển thị là bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn ok phần này chưa? Ok. Anh gửi code đi anh. Rồi. Rồi ok nhá. Like control này. À đâu nhỉ? Phần nào nhỉ? Moment. Rồi ok. Đây. Copy luôn phần nắp là được nhá. Chạy thử đi, bạn nào chạy được chắn một cho anh nào. Ngon luôn đúng không? Ok chưa? Chắn một hết cho anh nào. Bạn nào chạy được chắn một hết cho anh nào. Cường này. Không được mới đau quá. Sao không được? Em test cái số 6 kia được chưa? Em test cái số 6 kia được chưa? Công anh em test in ra số 6 chưa? Chưa test mà đã đòi test thử đi đã. Lâu chưa làm video nhỉ? Anh ạ, tình hình nó ra không anh ạ, thế mới đau. Ra không thì do là em viết sai rồi, là em chưa return hoặc là em chưa làm gì đấy. Rồi, em biết sai nào rồi. Đấy, như vậy là bây giờ là mình xong được phần đầu tiên rồi. Nhá, mình xong được phần đầu tiên rồi. Bây giờ đến phần thứ hai của mình là gì nhỉ? Là khi mà kem click vào số 1 ấy, là nó sẽ làm gì nhỉ? Khi anh click số 1 thì nó sẽ làm gì? Khi anh click số 2 nó sẽ làm gì? Khi anh click số 3 nó sẽ làm gì các em nhỉ? Sau từng 3 trang 1. Đúng rồi, chính xác, sau từng 3 trang 1. Bạn đúng nhá, bạn ok nhá, em đúng đấy. Anh click vào số 1 ấy, là hiển thị ra 3 bài đầu tiên. Anh click số 2 là 3 bài tiếp theo, tương tự như vậy. Ở đây các bạn để ý cho anh này, là cái list của mình ấy là mình đang dùng gì đấy các em nhỉ? Mình đang dùng bin mình load đúng không? Thì khi mà mình phân trang ấy thì có vẻ như là mình không dùng bin được nữa rồi. Em biết vì sao lại không dùng bin nữa không? À, các bạn, các bạn biết là vì sao ở đây lại có vẻ như anh không dùng bin nữa không? Vì bây giờ phân trang ấy nó lại liên quan tới logic rồi. Mà cái bin của mình ấy là mình chỉ xử lý những cái gì đấy nó rất là dễ thôi đúng không? Rất là dễ thôi. Đấy, thì bây giờ là việc của mình ấy là mình phân trang mà mỗi trang 3 bài chứ không phải là bây giờ là xe sao nữa. Có phải như thế không? Nhờ. Nói chung là không có vấn đề gì hết, mình chỉnh một tí là xong thôi, không sao hết. Nhưng mà anh phân tích cho các bạn là gì? À, cái chỗ này của mình ấy là nếu mà dùng bin thì có vẻ như là không ổn thôi. Ừ. Đúng không ổn rồi. Vì là bây giờ không phải là xe sao nữa rồi. Mà bây giờ là hiển thị 3 bài liên tục. Kích click số 1 hiển thị 3 bài đầu. Click số 2 3 bài tiếp theo. Số 3 tiếp tục như vậy là có vẻ như là dùng bin không ổn. Vì bin nó không xử lý logic cho mình. Đấy thì bây giờ nhá, bây như này các em nhá, là cái bin các bạn vẫn để đấy. Nhưng mà bây giờ anh sẽ viết một con serverless để anh xử lý cho cái bài này. Được không? Đây này, khi mà anh dùng bin ấy thì như vậy là a.o nó sẽ load hết, nhưng mà bây giờ không phải, bây giờ làm gì load o đâu. Bây giờ là gì? Load 3 bài, click số 1 3 bài đầu, số 2 tiếp tục, bài tiếp theo. Thì như vậy là không phải là dùng bin có vẻ không ổn rồi. Thì bây giờ anh phải viết một con serverless. Đấy, để load 3 bài liên tục, cứ là khi mà chạy chạy lên ấy thì là load 3 bài đầu tiên, tiếp tục như vậy.
Được không? Thì bây giờ đến phần phân trang của mình nhá. Là click số 1 hiển thị 3 bài đầu, click số 2 bài tiếp theo, số 3 tương tự như vậy. Thì bây giờ nói tóm lại là gì các em nhỉ? Tóm lại nó chỉ là cái gì thôi? Tóm lại phân trang của mình nó là cái gì nhỉ? Nó là load lên thôi. Đúng rồi, nó chỉ là câu lệnh query để load lên thôi. Click số 1, truyền số 1 về, load 3 bài đầu, truyền số 2 về, load 3 bài tiếp theo, truyền số 3 về, load tiếp tục như vậy. Thì đơn giản là câu lệnh của mình nó cũng chỉ là một câu lệnh query truyền một cái param về và cứ load 3 bài 1 thôi. Đấy, thì bây giờ nhá, các bạn sẽ dùng câu lệnh cho anh là câu lệnh offset. Đây này, nói chung ấy là search Google là có thôi, được không nhỉ? Đấy, thì bây giờ nhá, anh sẽ đây, anh giả sử bây giờ phân trang mình nó là backing đúng không? Backing GFP serverless này. À, backing SQL, anh xin lỗi, backing SQL này, server này. Về bản chất của nó ấy, thì nó cũng chỉ là câu lệnh query thôi. Thì bây giờ anh sẽ dùng câu lệnh là offset with nhé các em nhé. Đây, the is the best way này, backing nation này. Kéo xuống cho anh này. Các bạn cứ chú ý, anh gửi code cho. Chú ý thôi. Nó có câu lệnh là câu lệnh offset và câu lệnh with. Offset with. À, offset gì đấy? Đây, offset fast. Offset fast, anh xin lỗi, offset fast. Yên tâm, cái này ngắn thôi, không khó đâu. Đây, ngon luôn. Đây nhá, anh. Bây giờ mình phân trang ở cái bảng là gì nhỉ? Article đúng không? Nhá. Select sao này, from bảng gì nhỉ? Vẫn là select sao from bảng article. Đấy. Offset. Đây, ok. Offset. Đây chính là câu lệnh phân trang của mình này, rất là dễ thôi. Vẫn là select sao from article và từ cột nào, từ row nào và lấy từ row đấy là nó sẽ lấy bao nhiêu bài. Thì như anh là bây giờ anh lấy mấy bài các em nhỉ? 3 bài đúng không? Này số 1 này. Anh tí nhá, anh xem nào. Offset 1, fetch next 3 row only à? Đây nhá, để xem cú pháp của nó vấn đề này. Row fetch next 3 row only, đúng rồi. Lấy từ bao nhiêu đến bao nhiêu đúng không? Sao bị lỗi nhỉ? Fetch next 7 row only. À, nó phải order by, đúng rồi. Câu lệnh của mình nó phải order by. ID xem nào. Article ID. Anh thử xem nhá. Một row này. Rồi ok rồi, nó phải có order by gì đấy. Thì bây giờ anh phân tích một tí các em nhá. Thứ nhất của mình ấy, nó vẫn là select sao from article đúng không? Nhưng mà ở đây khi mà mình dùng câu lệnh phân trang ấy thì mình phải order theo một cái gì đấy, tức là mình phải sắp xếp theo một cái gì đấy. Thì ở đây anh sẽ sắp xếp theo cái article ID. Thật ra bản chất của mình ban đầu nó vẫn đã sắp xếp theo article ID rồi. Và ở chỗ này mình sẽ dùng câu lệnh offset fetch để phân trang. Tức là bây giờ nhá, giả sử như trang đầu tiên ấy, thì anh sẽ lấy ba cái gì các em nhỉ? Nào, còn nếu mà khi anh click số 1 thì anh sẽ làm gì các em nhỉ? Anh lấy ba bài đầu đúng không? Đây. Đấy, còn nếu anh click vào số 2 sẽ là gì các em nhỉ? Lấy ba bài tiếp theo. Đúng chưa? Bài tiếp theo. Thì như vậy là bây giờ nhá, anh sẽ lấy từ đâu đến đâu? À, lấy từ đâu và lấy mấy bài từ cái chỗ vị trí đấy và lấy mấy bài. Thì giả sử bây giờ nhá, anh lấy từ không, anh lấy từ row thứ không và từ cái row đấy anh sẽ lấy ba bài. Thì như vậy nó sẽ là gì? Offset không và next 3 row only. Đấy là trang số mấy các em nhỉ? Trang số mấy nhỉ? Trang số 1 đúng không? Thì lấy từ bao nhiêu? Lấy từ không. Đấy, tương tự nhá, bây giờ trang số 2 trang số 2 thì lấy từ mấy nhỉ? Lấy từ mấy? 3 đúng không? Đấy. Ok chưa? Trang số
đây nhá, trang số 2 thì lấy từ từ 3 này, trang số 3 thì lấy từ mấy? Trang số 3 lấy từ, đúng rồi, từ 6 đấy. Ok chưa, hiểu hiểu phân trang cho các em. Thì bây giờ nhá, bây giờ anh muốn là gì các em nhỉ? Bây giờ anh muốn có cái quy luật giữa là truyền cái vị trí về và lấy từ đầu. Nó có phải là bây giờ nhá, mình truyền cái index khi mình click số 1 này. Đây nhá, khi anh click vào số 1 đúng không? Thì anh sẽ truyền số 1 về. Đấy, nhưng mà nếu mà anh click vào số 1 ấy thì anh phải lấy từ bài số mấy? Anh phải lấy từ row số mấy? Anh phải lấy từ row số 0. Đấy, thì bây giờ anh phải có cái mối liên hệ giữa cái thằng index anh lấy về và anh phải lấy và cái chỗ chỉ số ở đây. Thì nó sẽ có quan hệ như thế nào? Đây này, nếu mà index là bằng 1 này thì anh sẽ lấy từ 0 này, index bằng 2 lấy từ 3, index bằng 3 lấy từ 6 này. Dễ quá. Bạn đọc tranh công thức nào. Nào, mối liên hệ của nó là gì nhỉ? Đúng không? Anh chuyển số 1 về, lấy từ 0, chuyển số 2 về, lấy từ 3, lấy chuyển số 3 về, lấy từ 6. Thì cái mối liên hệ của nó sẽ là gì nào? Cho một cái A xong rồi A cộng 3. Bắt đầu từ 0. Đúng rồi, bạn Duy đã đúng rồi. Index nhân 3 trừ 3. Bạn Duy đúng rồi nhá. Index nhân 3 trừ 3. Có phải index nhân 3 trừ 3 không các em? Các em thử thay vào xem có đúng không? Các em. Có phải công thức này có đúng không? Đây nhá, index bằng 1 đúng không? 1 x 3 bằng 3 trừ 3 bằng 0. 2 x 3 là bằng 6 trừ 3 là bằng 3. 3 x 3 là bằng 9 trừ 3 là bằng 6. Công thức này đúng rồi. Công thức này đúng rồi. Có nghĩa là khi mà anh chuyển số 1 về ấy, thì nó sẽ lấy từ 0. Đây, 1 x 3 bằng 3 trừ 3 bằng 0. Chuyển số 2 về lấy từ 3 đúng không? 2 x 3 là 6 trừ 3 là bằng 3. Như vậy công thức này đúng rồi. Ok nhá. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Các bạn hiểu cái chỗ phần phân trang này chắc một cho anh nào. Hiểu phân trang chắc một cho anh nào. Rồi. Có dễ không? Rất là dễ thôi, rất là phân trang rất là dễ thôi. Ok nhá. Ok, tiếp tục này. Rồi, bây giờ nhá. Bây giờ các bạn sẽ viết một cái hàm, hàm đấy trả về ba bài 1 đúng không nào? Có phải là bây giờ ấy, anh không select sao nữa. Select sao thì là ban đầu là mình select sao rồi, bây giờ mình chỉ cần select ba bài 1 thôi. Thì tức là bây giờ anh sẽ copy cái hàm get all nhá, anh sẽ đặt tên là gì nhỉ? Không phải là get all nữa mà sẽ là begin. Đấy, tức là phân trang các em nhá, begin tức là phân trang. Thì cái begin của anh cần truyền vào những giá trị là gì nào? Hiếu nào, bây giờ cái phần begin này anh truyền vào cái gì em nhỉ? Anh cần truyền vào anh cần truyền cái gì vào begin này? Truyền ID. ID được mà, ID đâu em. Mình click số 1 thì mình truyền số 1 về. Truyền cái gì? Cái gì em? Truyền cái số trang mình lấy được. Đúng rồi, và index đúng không? Index 1. Ừ đấy. Rồi, bây giờ copy cái chỗ này và thay cái số 6 này bằng chấm hỏi cho anh. Thay 6 bằng chấm hỏi nhá. Chú ý này. Đấy. Ok, như vậy là anh đã được câu lệnh phân trang rồi. Bây giờ việc của anh là ps.set gì Hiếu nhỉ? Set cái gì em? Set in. Nào, có phải là set index vào dấu chấm hỏi thứ nhất không em? Vâng. Không, không phải. Index nhân 3 trừ 3 anh. Ừ, phải index. Là index nhân 3 trừ 3 chứ đúng không? Truyền số 1 về, lấy 3 cái đầu thì phải là gì? Phải là index nhân 3 trừ 3 chứ. Vâng rồi. Ừ, có hiểu chỗ này không? Ok. Ừ, ok, ngon. Đấy, thì như vậy là anh có một hàm begin. Đấy, truyền vào trả về một lệnh article thôi. Đấy, cho code nhá. Cho code game nhá. Ồ, không đủ rồi. Anh gửi vào Mac đi anh. Mac bây giờ nhiều người nhắn tin lắm. Rồi, ok. Ok cho các em được phần trang này chưa? Thì bây giờ nhá, anh sẽ tạo một cái servlet các em nhá, anh sẽ tạo một cái servlet nhá.
Đúng các em nhỉ? Anh sẽ tạo một cái servlet nhá. Anh tên là servlet tên là gì nhỉ? Baking được không? Baking control nhá. Rồi anh ấn finish này. Đấy, anh finish này. Anh tạo một cái con servlet có tên là baking nhá. À, rename lại phát nào. Rename phát nào. Baking control này. Đấy. Thì anh hỏi các bạn này, anh hỏi các bạn nhá. Khi anh ấn vào số 1 ấy hay là số 2, số 3 thì anh sẽ gọi tới cái đường dẫn là gì? À, ở đây mình phải có gì bao quanh? À đây có href đây rồi. Thì khi anh ấn vào số 1 thì anh sẽ gọi từ cái gì các em nhỉ? Anh sẽ gọi từ con servlet là baking nhá. Anh sẽ gọi cho servlet cái đường dẫn là baking nhá. Và anh truyền cái gì về? Nào công anh nào bây giờ nhá, khi anh click vào số 1 hoặc số 2 hoặc số 3 thì anh cho gọi vào con select có đường dẫn là baking. Anh cần truyền cái gì về em nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Index bằng gì? Index bằng gì nào? Index bằng y đúng không? Như vậy là anh cần truyền cái y về mà. Nãy giờ mục tiêu của mình ấy là chỉ cần truyền được cái index người dùng click vào về là xong. Cứ người dùng click số 1 truyền số 1 về, click số 2 truyền số 2 về. Đúng không? Đó, như vậy là gì? Ở đây khi mà người dùng click vào cái y thì anh sẽ gọi tới con servlet có đường dẫn là baking và truyền về index là bằng y. Đấy. Thì bây giờ các bạn copy cho anh cái này nhá và các bạn sẽ vào trong cái phần thôi các bạn chép nốt đã, chép nốt đi đó. Chép nốt đi. Ok nhá, thì bây giờ anh sẽ đổi cái đường dẫn này, baking control anh sẽ đổi sang cái gì nhỉ? Anh sẽ đổi sang đường dẫn là baking. Đấy. Thì bây giờ việc của cái baking control này nhá, thì nó sẽ làm như này các em này. Đầu tiên nó phải lấy cái gì về nhỉ? Công anh nhỉ? À bây giờ là phải enter ID, à, enter index rồi, đúng không? Index à thôi rồi, string đi. String gọi là txt đi. Bằng request này. Chấm get parameter, get ở đâu các em nhỉ? Get ở cái biến anh tên là gì? Index đúng không? Và sau đó anh sẽ có biến là inter này, index sẽ là path của gì nhỉ? Path của cái biến txt. Đấy, thì như vậy là anh đã được index rồi. Bây giờ việc của anh là gọi từ cái gì là xong. Việc của anh là gọi từ con DAO kia được đúng không? DAO này. Copy xem được nào. Đấy. Thì cái hàm này nó cũng trả về một cái gì các em nhỉ? Hàm này nó cũng trả về một cái list đúng không? Đấy, list này. Cái bằng DAO chấm. Chấm gì các em nhỉ? Chấm baking. Và truyền vào biến index. Đó. Thì như vậy là anh đã được một cái list theo kiểu là phân trang, click số 1 thì lấy list theo thằng số 1, click số 2 lấy list theo thằng số 2. Và sẽ đẩy về trang nào các em? Và anh sẽ đẩy về trang nào? Nào, và anh sẽ đẩy về trang nào nào? Đúng rồi. Request. Chấm get request departure. Đẩy về trang nào? Đẩy về trang homepage.gsp .forward. Đấy. À, nhưng mà đẩy cái gì lên nữa các em nhỉ? Đẩy cái gì lên nữa? Request.set attribute chứ nhỉ? Đẩy cái list này lên trên chỗ list P chẳng hạn. Đấy, phải đẩy cái list này lên chứ. Đẩy cái list này lên trên chỗ list P ở trên trang homepage.gsp. Ok không? Đẩy cái list này. List này bây giờ nó chỉ là 3 bài 1 thôi. Đấy, nó là 3 bài 1, cứ là 3 bài 1. Đẩy cái list này lên trên chỗ list P ở trên trang homepage.gsp được không? Đấy. Nhưng mà bây giờ như thế này các bạn này. Bây giờ quan trọng ấy là trang homepage của mình là mình đang dùng cái gì để mình hiển thị dữ liệu nhỉ? Các bạn nhỉ? Mình đang dùng cái gì nhỉ?
Mình dùng pin. Dùng pin. Đấy là dùng pin. Thì phải đổi, không dùng pin nữa. Dùng pin đúng không? Dùng pin. Đấy, phải quay trở về homepage nhé. Bây giờ anh sẽ quay trở về homepage nhé. Đây nhá. Thì chỗ này là anh đang dùng pin thì có vẻ như là không ổn rồi. Dùng pin này nó hiển thị hết lên gì nữa đúng không? Đấy, thì bây giờ là có phải là ở bên cái chỗ phần gì các em nhỉ? Bên chỗ phần backing control là anh để cái list này lên trên chỗ list P ở trên trang homepage.jp. Thì bây giờ có phải là mình phải thay cái gì các em nhỉ? Mình thay cái chỗ A.O này bằng cái gì? Bằng cái này không? Có phải là bây giờ mình phải thay cái A.O bằng cái này các em nhỉ? Đúng chưa? Bây giờ mình phải thay cái A.O bằng cái này thôi. Vì sao? Vì mình chỉ cần ba cái thôi. Đúng rồi, ba cái thôi, ba bài một thôi. Nhưng mà bình thường anh bảo các bạn nhé, bình thường là mình sẽ chạy ở cái phần là homepage.jp đúng không? Nhưng mà bây giờ không được rồi. Bây giờ có vẻ như là bây giờ là mình phải chạy ở đâu các em nhỉ? Basic control. Ừ, đúng rồi, có vẻ như là bây giờ mình phải bắt buộc phải chạy ở basic control rồi. Chứ bây giờ mà chạy ở homepage.jp thì là có dữ liệu không? Nhá. Bây giờ nếu mà anh chạy ở phần backing homepage.jp thì có vẻ như là nếu mà anh để như vậy là nó không có dữ liệu rồi. Đấy. Vấn đề nằm ở đấy. Đúng không? À đúng rồi. Thế thì bây giờ anh có cách nữa các em này. Bây giờ anh có cách khắc phục này. Bây giờ nếu mà các bạn không muốn chỉnh nhiều nhá. Đối với trường hợp là các bạn không muốn chỉnh nhiều. À nhưng mà như vậy thì nó cũng không hợp lý lắm nhỉ. Bây giờ nếu mà mình chỉnh ấy thì tất cả mọi thứ ấy là thay vì là mình sẽ đẩy về trang homepage, có phải là bây giờ anh bảo các bạn nhá. Bây giờ tất cả những cái trang favorite control là các bạn đang khi mà các bạn làm xong các bạn sẽ đẩy về trang favorite không? Thì bây giờ có vẻ như là anh xin lỗi nhá. Ở đâu nhá? Login, logout là các bạn đều đẩy về đâu nhỉ? Đều đẩy về homepage không nhỉ? Thì bây giờ nếu mà các bạn vẫn đẩy về homepage nhà có vẻ không ổn rồi. Đấy, vì sao? Vì là bây giờ nếu mà các bạn đẩy về homepage.jp thì nó sẽ không có dữ liệu. Mà các bạn phải đẩy về đâu? Nếu mà mình làm như vậy các bạn phải đẩy về đâu? Đẩy về backlink đúng không? Vì là backlink mới mang dữ liệu lên trên trang homepage.jp mà. Đấy, thì phải đẩy về backlink. Đấy, thì bây giờ nhá. Nào ok, quay trở về vấn đề của mình nào. Các bạn quay trở về vấn đề nhá. Là bây giờ anh thay cái A.O ấy bằng cái list P thì nó sẽ được phân trang. Bây giờ mình chạy ở đâu? Nào bây giờ mình chạy ở đâu nào các em nhỉ? Bây giờ mình chạy ở đâu nào? Chạy ở Pitching. Ở chạy thử nhá, mấy cái con trồ nhá. Lỗi luôn. Các em biết vì sao bị lỗi không? Các em biết vì sao anh chạy ở Pitching con trồ phát lỗi luôn không? Nào bạn nào thử đoán cho anh xem tại sao nó bị lỗi nào. Tại sao anh để anh chạy ở backing control nó bị lỗi nào? Hả các bạn, tại sao anh chạy ở backing control nó bị lỗi nào? Hà nào? Tại vì mình chưa có cái số trang ấy. Đúng rồi, chính xác. Do là ban đầu mình chạy ở đây ấy, thì như vậy nó sẽ không có index, tức là cái biến tt mình nó sẽ bằng gì nhỉ? Đăng. Bằng null. Thì khi bằng null thì mình sẽ làm gì em nhỉ? Khi mà cái tt bằng null thì mình sẽ làm gì nhỉ? Set bằng 1. Đúng rồi, chính xác bạn, đúng rồi, chính xác. Đấy. Đây này, thì anh sẽ khai báo kiểu như này. Đầu tiên anh sẽ cho tt. Đấy, được chưa? If này. Nếu như mà cái tt mà nó bằng với null ấy thì anh sẽ cho cái index bằng gì nhỉ? Bằng 1. Vì sao lại cho index bằng 1 nhỉ các em nhỉ, mà không phải là bằng 2 bằng 3? Hả các em? Tại vì sao anh phải cho, tại vì sao khi mà tt bằng null anh cho index bằng 1 mà không phải là bằng 2 bằng 3 nhỉ? Nào. Đúng rồi, chính xác. Mặc định là gì? Khi mình chạy một phát ấy là nó sẽ vào trang đầu tiên luôn. Thì như vậy là nếu mà khi anh chạy ở cái phần basic control này này
thì nó sẽ vào trang đầu tiên luôn, thì mình phải cho cái index là bằng 1, tức là khi mà TT có bằng null ấy thì sẽ cho index bằng 1, còn nếu mà không thì anh sẽ park, đúng không, anh sẽ cho index bằng park của TT kia. Đấy, ok cho các bạn code nha. Đấy. Được rồi, bây giờ chạy lên đi. Bây giờ chạy nhá, chạy thử nhá. Chuyển file này, run file này. Run file nhá. Ok không? Run nhá. Rồi. Ô, lỗi rồi. Hình như mình chưa test các em ạ. Hình như mình chưa test cái hàm kia hay sao ấy. Hình như cái hàm gì nhỉ? Cái hàm hàm baking này anh chưa test này, anh test lại xem nhá. Hay là mình phải đóng ngoặc này lại nhỉ? Anh chưa test các bạn, anh xin lỗi nhá. Anh chưa test cái hàm này. Được rồi, chạy thử này. Không ra. Hàm này của anh đang bị nôn các em ạ, hàm này bị nôn. Các em biết là lỗi ở đâu không? Các em biết bị lỗi ở đâu không? Baking này, truyền vào index này. Lỗi đâu nhỉ các em nhỉ? Tại sao hàm này bị nôn nhỉ? In thử nhá. Các bạn có bị nôn hàm này không? Có anh ấy. Thế à? Thôi, nếu mà các bạn bị nôn thì chứng tỏ là anh cũng bị nôn. Thì như vậy là tại sao nó bị nôn nhỉ? Bạn nào nhìn ra cho lỗi tại sao nó bị nôn không? Offset này. Tại sao nó được nhỉ? Thôi rồi, anh cứ debug thử nhá. Thích thì debug, đó gì đúng không? Ủa, lỗi đâu nhỉ? Rồi ok nha, anh debug thử các em nhé. Bạn nào nhìn ra lỗi không? Có bạn nào bị lỗi như anh không? Các bạn có bạn nào bị lỗi như anh không? Ơ có dữ liệu mà nhỉ? Ơ luôn luôn này. À rồi ok, hiểu. 1, 2, 3, 4, 6. Nó chạy một phát hết luôn các em ạ. Có nghĩa là chạy rồi rồi, thử lại phát nữa nào. Từ từ em ơi. Có thể là do cái vị trí em get sai em. Có thể là do vị trí mình get sai em. Đây nha, anh xem cái RS nhá. Index 1 này. À đúng rồi các em ơi, câu query của mình sai. Câu query của mình nó phải là gì các em nhỉ? Nó phải join từ mấy bảng? Đúng rồi, các bạn nhớ là câu query của mình phải join từ hai bảng đúng không? Là bảng gì, bảng gì nhỉ? Article này. Đấy, do với bảng gì nữa? Article này, A này. Do với bảng gì nhỉ? Do với bảng account đúng không? Để mình làm gì các em nhỉ? Article AR này, do với bảng account AC này. On điều kiện là gì? AR.CreatorID bằng gì nào? Bằng AC.UserID đúng không? Đấy. Select cái gì các em nhỉ? AR sao? Phải ac.username. Có nhớ không nhỉ? Có nhớ hôm đầu tiên mình học không nhỉ? Mình phải select thêm cả creator nữa, như vậy mới đủ. Ok nhanh, gửi lại các bạn là câu lệnh này nhá. Anh xin lỗi nhá, quên mất. Đây. Nhớ chưa? Bạn nào nhớ lại chắn một cho anh nào. Nhớ cái câu lệnh của mình chắn một cho anh nào. Rồi ok. Hôm trước là mình phải join từ hai bảng.
đúng không? Mình phải giao từ hai bảng với nhau. Đấy, rồi chạy lại nhá. Baking control này. À nhưng mà thay cái offset 0 là bằng cái gì nhỉ? Offset gì các em nhỉ? Offset chấm hỏi được không? Thay cái offset 0 bằng offset chấm hỏi cho anh. Đấy. Rồi chạy lại thử nhá. Baking control này. Run file nhá. Rồi chạy lại thử này. Ok, như vậy là bây giờ nó đã hiển thị 3 bài rồi. Kích tiếp này. 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 Đấy, đến trang số 6 thì còn mấy bài thôi. Nhà số 6 còn mấy bài thôi. Số 6 mấy bài các em nhờ? Ồ, đi đâu hết rồi? Số 6 là còn một bài đúng không? Bạn nào mà đã phân trang là rồi chắn một cho anh nhờ? Bạn nào phân trang ok chắn một cho anh nhờ? Rồi ok, hai bạn. 5, 6. Nào nhưng mà còn lại có làm được không? Vẫn lỗi à? Lỗi gì em? Không có rồi anh ơi. Rồi share cho anh xem nào. Bạn Quyết phải cố gắng nhá. Anh code rất là chậm rồi đấy. Rồi, lỗi gì em? Em ơi thay cái ok, từ từ em, từ từ. Em đã gọi tới đâu em? Em coi về trang homepage nào. Kéo lên em. Không, kéo xuống thay a.o bằng gì em nhỉ? Thay cái a.o bằng gì em? Ở bên ở trên phần list em, ở trên phần list đấy. Nào kéo lên nào, kéo lên em, phói cái. Có nghĩa là bây giờ cái A.O này là auto là load hết. Thì bây giờ mình thay bằng cái gì em nhỉ? Không phải em, không phải. Em quay trở về phần baking control nào. Có phải là bây giờ ấy là mình không phải dùng A.O nữa. A.O thì là load hết. Bây giờ mình phải phân trang thì em phải ở chỗ này nhá, em đẩy cái list của em lên trên chỗ list P ấy, thì chỗ đấy nó phải là list P. List P thêm A.list P là gì em? Và bây giờ mình chạy ở đâu? Nào bây giờ mình chạy ở đâu nào? Không, em chạy ở phần baking control chứ bây giờ là gì? Bây giờ là mình dùng serverless để mình lấy dữ liệu đẩy lên trên giao diện mà. Còn cái kia là dùng bin. Dùng bin là chạy trực tiếp ở serverless, à ở phần GSP. Số 6 đi em. Em ơi, hát đẹp với bằng thăng. Thằng này hỏng rồi. Bây giờ học là không chú ý rồi nhá. Address là bằng thăng em. Đây em ơi, address là bằng cái này này. Anh vừa gửi code cho em rồi đấy. Thấy rồi. Các bạn lưu ý cho anh nhá, là bây giờ ấy là mình không phải chạy homepage nữa rồi. Homepage ấy là những buổi trước là mình dùng bin mình load thì là auto là chạy homepage là có dữ liệu luôn. Nhưng mà bây giờ mình vừa học xong cái phần phân trang ấy là phải từ cái phần baking control mình đẩy lên thì nó mới có dữ liệu. Thì bây giờ bắt buộc là các bạn phải chạy ở phần baking control thì cái trang homepage của mình nó mới có dữ liệu được. Còn nếu bây giờ mà các bạn chạy homepage ấy thì cái chỗ phần lib của bạn nó sẽ bị null. Được không? Nên là bây giờ mình phải chạy ở phần baking control. Đấy. Hay là kể cả nhá, bây giờ các bạn vào trong những cái serverless khác nhá. Đây này. Khi mà mình like xong ấy thì mình có đẩy về trang homepage.jp không? Ok em share đi em.
Em vào trong cái phần ấy nào, phần phần DAO nào. Rồi. Em coi ở phần homepage trong GFP nào. Em quay cái chỗ phần backing control nào, backing serverless nào. Đấy cái đít này, em ơi lít B của em viết chữ L viết hoa kìa. Ok. Em chưa được anh ơi. Ừ em xem anh xem nào. Xem đi em. Phần DAO đi em. Vào phần baking control nào, baking control nào. Lit P á. Em chạy lại cho anh nào, chưa phải run file nào. Vào phần serverless đi. Bây giờ một đấy là clip của em có được chưa? Đã. Cái list của em tag có dữ liệu chưa? Em chưa em, biết cái bây giờ em vào homepage đi, vào homepage đi xem nào, homepage nào. Rồi quay trở về phần DAO. Bây giờ một là tên em viết sai, hai là list của em bị null. Đấy. Bây giờ viết hàm main in thử cho anh xem nào. Ở dưới có hàm main sẵn rồi kìa, viết in thử thôi. Đấy. Nào, anh bảo cái chỗ get favorite kia kìa, thay cái get favorite bằng cái gì là được em? À vâng. Chữ số 1 vào rồi in ra đi em. Run. Đấy, bị lỗi kìa. Quay lên nào, quay lên cái chỗ phần bên trên, lỗi bị lỗi từ DAO mà. Chào anh em. Một, hai, ba, bốn, sáu à. Em vào trong SQL cho anh xem nào. SQL Server. Em bị chết ngay chỗ SQL Server đấy em. Xem article à? Sao nhỉ? Thôi rồi, anh gửi câu lệnh query em test thử cho anh nhé. Đấy. À em ơi, em dùng bản SQL gì nhỉ? 2008 ạ. À đúng rồi, SQL 2008 là không được dùng offset nhá. Thôi rồi. Vậy của em ấy, của em thì phải dùng câu lệnh khác, không dùng được offset. Tính em phân tích. Okay. Stop đi, tí anh phân tích nhá. Đây các bạn lưu cho anh nhá, là cái câu lệnh offset này ấy, là từ bản 2014 trở lên thì nó mới dùng được. Nên chính vì thế là các bạn học môn môn log web ấy, đây có bạn học log web này là các bạn không dùng được offset này mà các bạn dùng câu lệnh khác. Đấy. Nhưng mà không sao nhá, về nguyên tắc thì nó vẫn giống nhau thôi.
Còn cái offset thì là không dùng thì mình dùng cái khác vẫn được em ạ. Đấy. Baking này. Ok, thì như vậy là xong một phần trang chưa? Phần trang tạm thời như vậy là ổn rồi các em nhá. Như vậy là ổn rồi nhá. Đấy. Như vậy là ổn rồi đúng không? Em ơi, em thử kiểm tra cho anh xem ấy là cái biến em đã đúng thứ tự hay chưa? Biến đỉ mét đã đúng thứ tự hay chưa? Được rồi, thêm xe cho anh xem nào. Xe đi. Anh thấy mình hen chưa? Ừ. 1, 2, 3, 4, 6 đúng không? Check lại cho nhau DB nào. Cho DB của anh có phải là 1, 2, 3, 4, 6 không? À, em dùng... Em dùng SQL sợ... À, em bị lỗi image thôi đúng không? Vâng, em bị lỗi image rồi. 1, 2, 3, 4 rồi em vào trong SQL server nào. Đây à, vào cho NetBeans, vào cho NetBeans nào. NetBeans 1, 2, 3, 4. Em vào trong cái phần article để anh đếm lại thứ tự cho. Ok rồi, quay trở về phần DAO nào. DAO của em đã in được dữ liệu chưa? Em chưa test thử. Em chạy thử phần Baking Control cho anh nào, xem là bị vấn đề gì nào. Đây ạ. Đây đem sửa cửa sổ khác. Đây nó cứ bị lỗi cái này ấy. Đấy nó bảo là không thuộc tính là image em. Mà không thuộc tính là image. Tính image hơi lạ. Em vào trong phần article đi cho anh xem nào. Được. Article. Kéo xuống nhanh xem là có hàm get image chưa. Có rồi. Rồi vào phần homepage nào. Bị lỗi phần homepage đấy. Homepage. O.image. Nó bảo là không tìm thấy O.image. Đấy, vấn đề là thừa game, bị thừa mất dấu đóng kìa. Dấu đóng. Thôi chạy lại thử nào. Rồi chạy rồi. Ok. Đây. Rồi. Rồi, em ủa, nó không hiện cái phân trang hay sao? Không thấy phân trang hả? Phân trang. Thế quay trở về cốt cho anh xem nào, tại sao không hiện phân trang nào? Trang dưới này thì cũng có rồi. Total base. Begin and total base. Total base còn có dữ liệu chưa? Không hiện phân trang, không hiện phân trang. Nào vào phần tô bếp cho anh nào. Có dữ liệu là 6 rồi, em test cái này rồi. À test rồi gì, tại sao lại không được phân trang. Nào vào trong cốc, vào trong mấy cốc cho anh xem tại sao nó không ấy nào. Em vào lại cái đấy. Cái phân trang của mình ấy là mình dùng bin thì thôi không cần phải đẩy lên, kéo xuống nào. Không có. Cỡ luôn đấy. Không phân trang. Hình như bạn để trong file hay sao anh ạ? Vào file kiểm tra cho anh xem nào. Vào file kiểm tra cho anh. Vào code. For each. Begin 1. And I will get 3 là bằng i. Các bạn thử xem là bạn có bất gì không nhá. Anh đi vệ sinh phát anh vào. Hay lắm.
Tìm thấy bác chưa? Chưa, không ạ. Chưa thấy. Chưa thấy bác là tại sao? Không ra nhỉ? Em in thử lại cho anh xem là có bằng 6 không nào? Cái total page ạ. Em chưa. À thôi, nếu mà em in được rồi thôi vào homepage đi. Vào lại homepage đi. Ra đây thì đúng là 6 rồi. Ừ, lại homepage đi. Anh lại nghĩ là bị, có thể là bị thừa ấy mà. Begin 1 này. Vâng. Bị lỗi chỗ nào các bạn nhỉ? Anh chắc là bị lỗi ở đây thôi. Vì là cái này dùng bin mà, dùng bin thì lỗi sao được. Đô la A.Torbet này. Em xóa chữ Torbet, em control space lại xem có ra không nào. Control space chỗ này ạ. Ờ, A chấm lại cho anh xem nào. A chấm lại xem nó tự ra không nào. Không ra em. Hay tại cái này nhỉ? Hay tại này nhỉ? Em comment mất cái này nhỉ? Ờ đúng rồi, lại comment lại làm gì? Mình đang dùng bin để load cái này lên mà lại comment lại hỏng rồi. Can space nào? Không có. Sẽ không có nữa rồi. Thôi, copy cho anh cái total base sang bên kia. Rồi trả lại nào, trả lại bên kia nào. Là được rồi, để tầm này chắc được rồi. Sao rồi. Có lại phê rồi. Rồi ok nhá. Được rồi. Bây giờ như các bạn bảo ấy là làm cái phần mà next rồi previous đúng không? Tức là next thì sẽ nhảy sang bài nào nhỉ? Next sẽ nhảy sang bài tiếp theo à? Đúng nhỉ? Next nhảy sang bài tiếp theo. Thế suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Vì thôi suy nghĩ đi, hôm sau anh xử lý cho các bạn. Đấy, bây giờ với kiến thức như này xem là có xử lý được cái đoạn mà next với previous không? Nhá. Thử đi đã. Được không? Ok. Ờ anh ơi, nếu mà làm thế ví dụ mà khi mà mình ấn next hoặc previous là mình lại set lại index cho nó. Đúng rồi, mình lại cho index -- chẳng hạn. Ok, để em mà thử đi, thử phải thử xem đã, thử xem như nào đã. Đấy bây giờ nhá, bây giờ anh muốn như này các em nhá. Là đến cái phần đăng bài cho nó hoàn thiện đi. Được không? Khi mà các em login vào ấy thì các em sẽ được đăng bài. À login vào mà nếu nó có row là gì nhỉ? Đây ví dụ này. Thằng nào mà nó có row là bằng creator ấy thì nó sẽ được đăng bài được không? Anh ví dụ như thằng Farid này nhá. Nó login vào cái account này. Đấy. Thì nó sẽ có row là gì nhỉ? Có row là mentor. À anh xin lỗi, ở chỗ này các bạn biết vì sao nó bị null không? Vì khi mình login vào nó để vào đâu các em nhỉ? Login vào nó để vào đâu nào? Khi mà anh login vào ấy thì hiện tại là anh đang đẩy về homepage.jp thì bây giờ mình phải đẩy về đâu nhỉ? Đúng rồi, chính xác phải đẩy về đường dẫn là backlink nhá. Phải đẩy về đường dẫn là backlink. Đấy. Thì nó mới có dữ liệu được. Được không? Ờ đúng rồi, sửa hết tất cả những cái gì mà đẩy vào homepage ấy là bây giờ mình phải đẩy về backlink để cho nó có dữ liệu. Ok không? Logout cũng thế luôn, logout cũng phải đẩy về logout thì đẩy về login rồi. Nhưng còn logout đẩy về login cũng được. Đấy, còn cái chỗ phần favorite chẳng hạn. Favorite này thì mình cũng phải làm gì nhỉ? Mình cũng phải đẩy về phần backlink. Đấy. Ví dụ như thế, đúng không? Lại nha. Login này. Đấy. Admin này. À không phải, cái gì nhỉ? Ferris đúng không? Mật khẩu này. Đấy, sign in này. Thì bây giờ sign in vào ấy, nó sẽ khi mà thằng này cái account này nó có cái role là creator ấy thì nó sẽ được đăng bài viết bằng cách là bây giờ nó có thể đăng bằng cách là nhúng cái đường dẫn ảnh vào. Đấy, thêm title, thêm decoration, các kiểu vào. Được không? Thì bây giờ anh với các bạn sẽ làm xong chức năng này để mình ok cái project này nhá. Về các bạn sẽ tự nghiên cứu thêm. Được không? Hoặc là áp dụng vào trong cái project của mình. Được không nhỉ? Ok. Đấy, ok không? Đấy. Thì bây giờ các bạn quay trở về trang creator này. Quay trở về cái chỗ phần creator này.
Đấy, thì cái chỗ này cũng chỉ đơn giản là phần insert dữ liệu vào DB thôi mà, đúng không? Thì thứ nhất là nó có cái form. Đây, cái phần creator của mình nó sẽ có cái form. Tức là khi mình ấn vào cái nút submit ấy, thì mình sẽ gọi tới cái đường dẫn, cái form của mình sẽ có action này. Đúng nhỉ? À, action có rồi, action có rồi, action làm sao có rồi nhá. Action thì sẽ để tới cái con servlet có đường dẫn là creator chẳng hạn. Được không? Action anh sẽ đẩy tới một con servlet có đường dẫn là creator chẳng hạn. Copy. Được không các bạn? Được không nhỉ? Đấy, thì bây giờ nhá. Bây giờ các bạn biết là gì nhỉ? Khi mà anh vào cái con servlet là creator ấy, thì mình cần phải lấy cái gì nhỉ? Mình cần lấy cái image link này, cần lấy cái title, cần lấy cái decoration. Thì như vậy là mình cần phải đặt tên cái gì cho nó các em nhỉ? Đặt tên name đúng không? Đặt name cho nó. À thì ở đây các em để cho anh này là cái name của title ấy và name của cái decoration thì nó có rồi, và bây giờ các bạn chỉ cần thêm name cho cái gì thôi. Thêm name cho cái image thôi. Đấy, tức là cái ô nhập image link thì sẽ là ở đây, ô nhập cái title ở đây và ô nhập cái decoration nó sẽ ở đây. Như vậy là mình tổng cộng là có 3 cái ô để nhập dữ liệu và có 3 cái name, name bằng một image, name bằng title và name bằng decoration. Và khi mà submit thì sẽ gọi tới con server là creator. Copy chuột phải new cho anh một cái con servlet creator control. Đấy, ấn finish. Và đổi cho anh đường dẫn thành cái gì nhỉ? Creator. Đấy, được chưa? Creator. Đến đây chưa các bạn nhỉ? Creator. Và trong đây thì việc của mình cũng làm gì các em nhỉ? String gì các em? Image. À từ từ. Đấy, em phải nói một chút. Anh phải nói một chút các bạn ạ. Là bây giờ ấy, bây giờ anh có image link rồi, có title, có decoration rồi, nhưng mà cần cái gì nữa mới đủ? Có phải là việc của mình là bây giờ mình add dữ liệu vào bảng article không nhỉ? Thì article của mình nó có article ID thì tự động tăng rồi, ID tự động tăng rồi, có title, có decoration, có image link và có gì nữa? Và có gì nữa? Đấy, thì bây giờ creator ID của mình lấy ở đâu? Lấy ở cái gì mà anh bỏ cái account vào đây? Section. Ok, cái section. Bằng gì nhỉ? Đầu tiên ok anh lấy trước image đấy nhá. Request.getParameter này. Lấy ở phần image này, anh tên là image này. Tương tự anh có gì nhỉ? Title anh sẽ lấy ở đâu? Title thì anh sẽ vào trong cái phần creator này, anh lấy ở phần title này. Đấy, cái thứ ba là decoration, anh sẽ lấy ở cái phần decoration này. Decoration nhá. Đấy, như vậy là xong được cái việc lấy dữ liệu về rồi. Bây giờ tiếp tục là còn cái UID nữa. Thì cũng tương tự như cái gì các em nhỉ? Cũng tương tự như cái gì để mình lấy cái UID về. Cái gì nhỉ? Cái chỗ phần gì các em nhỉ? Phần line control đúng không? Line control thì nó cần get được cái ID về. Thì phần này mình cũng thế. Đấy, mình cũng cần cái gì các em nhỉ? Mình cũng gọi từ cái section, đúng không? À, phần nào nhỉ? Phần creator. Đấy, thì mình cũng phải gọi tới cái section và mình lấy được cái account về. Đây nhỉ. Đấy. Anh sẽ gọi tới section và anh sẽ lấy account về. Và cái anh cần ấy là cái biến inter UID ấy các em ạ, UID hay là CID chẳng hạn, UID đúng không? Sẽ bằng a.get ID. Đấy, như vậy là mình tổng cộng mình có 4 biến. Thứ nhất là image, thứ hai là title, thứ ba là decoration và thứ tư là gì? User ID. Như vậy là anh đủ 4 biến rồi. Gửi các bạn nhá. Đấy. Ok chưa? Gửi các bạn rồi nhá. Và bây giờ anh cần một cái hàm để làm gì các em nhỉ? Để insert dữ liệu vào DB là xong, đúng không? Ôi, anh cần một cái hàm để cho dữ liệu vào trong cái bảng gì là xong. Vào bảng gì? Hà nhỉ? Bảng gì em nhỉ? Bảng article. Đúng rồi, article là xong. Cú pháp mình là gì nào? Insert into gì nhỉ? Insert into article. Đấy. Nhờ, value nhá. Value bây giờ này theo thứ tự thôi. ID thì tự động tăng rồi, không phải insert rồi. Title này, bây giờ anh copy đoạn này nhá. Nhưng mà tôi ngắn ngắn thôi nhỉ. ABC thôi. Đấy.
title này, decoration này, ABC thôi. Và cái nữa là cái gì các em nhận email link, thì email link thì anh nghĩ rằng là chúng ta nên cho cái đường link nào nó chuẩn chuẩn tí được không? Đấy, xong rồi XQ thử nhá. XQ này. Ồ. Oh. À. Ở đây là con. Do là mình phải mình chỉ insert vào title decoration thôi. Title này. Phải cái gì nữa nhỉ? Email link. À, anh xin lỗi, thiếu cái gì em nhỉ? Thiếu cái gì nhỉ? Creator ID. Ờ, bây giờ anh ví dụ em bằng 1 chẳng hạn nhá. Nhưng mà hình như vẫn chưa chạy đâu. À, được rồi, ok, ngon. Rồi chuột phải phần article nhá. Edit top bao nhiêu nhỉ? 1000 row đi. Đấy, như vậy là anh vừa thêm được cái record mới này, ABC này, link này, creator ID này, ok chưa? Đấy. Thì bây giờ việc của anh là thay những cái này bằng chấm hỏi là được. Nhá, thay ba cái này này. Chấm hỏi. Chấm hỏi. Xóa này. Xóa này. Xóa này, chấm hỏi. Chấm hỏi, ok, như vậy tổng cộng mình có 4 dấu chấm hỏi là được. Copy. Thì bây giờ việc của anh ấy là anh sẽ có một cái hàm để insert dữ liệu vào, đúng không? Đấy. Được chưa các bạn? Được, thì cho anh sẽ copy cho các bạn nhá. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở về tại sao có lỗi nhỉ? Xếp lại phát nào. Ok, hết lỗi rồi. Bây giờ chúng ta phải quay về DAO và tương tự là các bạn sẽ có một cái hàm. Hàm đấy có nhiệm vụ là insert dữ liệu vào DB. Thì có trả về gì không các em nhỉ? Có trả về gì không? Không trả về gì cả thì nó tương tự như hàm like thôi. Bây giờ mình sẽ là add new. Đấy, tức là add bài mới. Thì anh cũng truyền vào là UID. Thứ hai là string là gì các em nhỉ? UID này, string này, image này, string này, title này, string gì các em nhỉ? Decoration này. Đấy, như vậy anh có 4 cái biến. UID này, image này, title này, decoration này. Và việc của anh là chỉ cần copy cái đoạn này. Đấy. Ném vào trong đây là xong. Rồi, tương tự, anh set in UID vào chấm hỏi thứ nhất. Set tương tự nhá. À, nhầm. Set string vào dấu chấm hỏi thứ hai. À, set cái image vào từ nhá. Cái gì nhỉ? Chấm hỏi thứ hai của mình. Chấm hỏi thứ hai của mình không phải là image đâu các em ạ. Chấm hỏi thứ hai của mình nó là title nhá. Anh xin lỗi nhá, title nhá. Đấy, các bạn để ý kỹ cho anh nhá, không lại bị sai thứ tự đấy. Cái thứ ba của mình nó là cái decoration. Và cái thứ tư của mình ấy nó mới chính là cái tư của mình là cái gì nhỉ? À, anh xin lỗi. Một là title, hai là decoration, ba là image. Và bốn mới là gì? Bốn mới là UID. Đấy. Rồi, ok, ngon rồi. 4 mới là UID nhá. Rồi, cho cốt này. Rồi, ok, ngon rồi. Đấy. Add new. Ok chưa các bạn, ok chưa? Thì bây giờ nhá, anh quay trở về cái chỗ phần creator control nhá. Creator control nhá. Đấy. Thì anh sẽ làm gì các em nhỉ? Anh sẽ cũng là DAO chấm gì nào? Chấm add new đúng không? Truyền vào UID này, image, title, decoration này. DAO này. Image, title, decoration. Ok. Và sau đó thì đẩy về trang nào các em nhỉ? Respond này. À, respond đúng rồi. Chấm generate. Bây giờ generate từ trang nào các em nhỉ? Hỏi các em. Bây giờ anh đẩy từ trang nào? Sai kìa. Sai gì em? Em ơi, UID cuối nhưng mà ở do cái hàm này ấy, là do anh chuyển UID đầu. Trang backing nhá.
Đúng rồi, UID anh truyền vào đâu cũng được, anh truyền theo thứ tự là UID đầu tiên, nhưng mà ở trong đây ấy, là UID được set cuối cùng em. Được không? Đấy thì bây giờ ấy, việc của anh ấy là anh sẽ respond.send direct tới trang backing. Nhá, trang backing nhá. Ok, thế thôi, thế thôi. Chạy thử đi, bạn nào chạy được chắn một cho anh nào. Bạn nào mà làm được cái creator này chắn một cho anh. Làm được chắn một cho anh. Đấy, như vậy là cái project của mình nó khá là hoàn chỉnh rồi. Thì tùy các bạn tự làm thêm chức năng. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, là dùng cái project này để hoàn thiện cái project của mình. Được không? Đấy, từ những cái chức năng học như vậy để mình dựa vào để mình làm cái project của mình. Không lại thấy hay hay đi copy ném cả vào là hỏng đấy nhá. Copy cả luôn xong lộp anh ạ. Phần Ruby à, phần search cũng phải dùng serverless em ơi. Phần search cũng phải dùng serverless được không? Chạy tới bên creator đúng không anh? Ờ bây giờ em cứ login lại đi em. Em login lại và em sẽ login vào account ở đấy, nó có cái role là creator. Đây anh ví dụ này, trong DB của anh ấy. Account này. Anh nhá. Thì em thấy là những cái thằng nào mà có cái role là creator thì nó sẽ bằng true này. Thì bây giờ mình cứ login lại cho nó đã. Sign in này. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ anh sẽ vào phần creator nhá. Anh sẽ copy cái đường link này. Đây nhá, vào trên trang cà phê app này. Đấy, có ai đọc báo không? Đây, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Shinzo Abe Nhật Bản này. Copy cái ảnh nhá. Sao chép địa chỉ hình ảnh này. Các bạn vào đây các bạn copy một cái địa chỉ hình ảnh này. Đấy, hồi ném vào đây. Rồi, title đúng không? Title cho tí thôi. Ồ, dài quá này, dài quá các em ạ. Như này title dài quá. Vì là anh chưa cover được cái CSS nên là thì anh không biết ai đấy. Title ngắn thôi nhá. Vì là mình chưa làm CSS đâu các em ạ. Đấy, ví dụ đấy, cái project nó chỉ cần đầy đủ chức năng là được, CRUD là được. Được không nhờ? Ấn create phát này. Đấy, xong anh vào trang số 6 nhá. Đấy, ngon ngay đúng không? Nhưng mà bị lỗi mất tiếng Việt rồi. Dùng cái gì để khắc phục lỗi tiếng Việt nhỉ? Có bạn nào nhớ không nhờ? Có bạn nào nhớ là dùng cái gì để khắc phục lỗi tiếng Việt nhỉ? Đây nhá, anh sẽ gọi là cái gì nhỉ? UTF-8 serverless. Đây các em lưu cho anh nhá. Là các em thấy là nó bị lỗi tiếng Việt đúng không? Khi mà các em insert tiếng Việt vào nó bị lỗi tiếng Việt. Đấy thì khắc phục bằng cách là bây giờ ấy là đây này, search phải có luôn này. Có luôn, ngon luôn. Đây. Các bạn cho anh hai câu lệnh này vào trong cái phần creator ấy. Vào cái phần creator favorite ấy. Các bạn quay lên cái chỗ phần trên cùng này này. Được không? Các bạn cho nó thêm hai cái character encoding là UTF-8 nữa thì nó sẽ đọc được kiểu tiếng Việt nhá. Được chưa? Đây nhá, anh sẽ comment này chút này. Rich and white Vietnamese này. Đấy. Được chưa? Hai dòng này nó sẽ giúp cho mình là cả đọc mà cả in ra tiếng Việt nhá. Rồi thử nhá các em nhá, thử nhá. Rồi, creator tiếp này. Ô, mất rồi à? Camden. Đấy, mật khẩu là như thế này. Sign in. Đấy, creator phát nhá. Rồi, đi copy này. Nãy giờ các bạn có làm kịp không? Có hơi nhanh không nhỉ? Ô, xóa rồi. Cà phê em này. Yoshihide. Sao chép địa chỉ hình ảnh này. Đấy. Thử nhá, thử tiếng Việt phát nhá. Create này.
ấn vào phần trang số 6 này. Ơ. Không vào các em ạ, không vào. Sao không vào nhỉ? Hay là bị lỗi gì rồi? Ok. Như nó sang trang thứ 7. Em lên được chưa? Bạn nào lên được chưa? Có bạn nào lên được dữ liệu chưa? Các bạn ơi, có bạn nào lên dữ liệu chưa? Em bị lỗi 500 à? Ồ. Sao lại thế nhỉ? Nó không ấy dữ liệu các bạn ạ. Vào creator nhá. Hơi buồn nhỉ. Không lên dữ liệu à? Ừ, để xem lại nào. Ừ, anh cũng bị lỗi 500 rồi. Ngừng vào tờ exception rồi. Chắc là bị lỗi hai cái dòng này này. Để anh debug xem nhá. Không vào các em ạ, tức là nó bị chết ngay chỗ đấy rồi. Chết ngay coi lại là red bond đấy rồi. Cho ngắn thôi. Rồi vào rồi, bây giờ anh check thử xem nhá. Ờ đúng rồi nhỉ. Vào đây này. Ơ, vào đường này. Có nó gì đâu nhỉ? Chạy thử DB xem nhá. Article này. Ơ, DB có này các em này. DB có, tại sao của mình nó không load lên được nhỉ? Thế chứng tỏ là nó không hiện lên trang 7 rồi. Hay do dài quá nhỉ? À đúng rồi các em ơi, hình như là do cái chỗ phần backing của mình ấy, anh đang cho cái quy quyết là bao nhiêu nhỉ? Hình như là cho 300, nó ngắn quá hay sao ấy. Em thử nhá, thử cho 500 này nào. Thì em mình làm là lỗi của mình hỏng rồi. À không phải, không phải, không lên. Mình chạy lại cái backing ấy ạ. Tại vì cái số trang nó load vào trang trong database nhưng mà cái parking chưa nhận được cái số trang mới. Ờ sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là mình đẩy về vào trước xong rồi mình mới chuyển sang mà nhỉ? Đây rõ bây ràng giờ là ok. Ờ đấy, nhưng mà anh thắc mắc tại sao lại như vậy ấy. Không, nhưng mà vẫn là 6. Ồ, sao không lên nhỉ? Hay là do câu lệnh query của anh có vấn đề nhỉ? Câu lệnh phân trang của anh đâu nào? Select course cao sao đúng không? Đây này, câu lệnh này có vấn đề này. Vì hình như có vẻ như là nó không cao đến 7. Đấy, vẫn nằm ở đấy. Thử lại nhá, cao sao lại xem nhá. Hai mươi thì là mấy trang nhỉ? 20 vẫn thể là 7 trang nhé, 20 chia cho 3 mà nhỉ. Lạ nhỉ, tại sao không ra nhỉ? Hai mươi mà thế phải ra chứ, tại sao ở đây nó có ra 6 thế nhỉ? Anh bị lỗi gì với em nhỉ? 20 chia 3 khác 0. Thôi rồi, đi bước thử nhá.
Ở đây này. 20 chia 3 bằng 6. À các bạn ơi, anh bị lỗi chỗ này. Chỗ này phải là gì nào? Chỗ này phải là total A đúng không? Sẽ total A chia cho 3 lấy dư. Đấy. Ok, biết lỗi rồi, chạy lại nhá. Được chưa các bạn? Ok chưa? Anh chạy lại nhá. Đây này. Ờ, được rồi, nhưng các bạn biết là nó vẫn bị lỗi tiếng Việt đúng không? Đúng nhỉ, có phải nó vẫn bị lỗi tiếng Việt không? Do là nó lỗi, nhưng mà có nghĩa là bây giờ ấy, mình khắc phục được cái lỗi tiếng Việt ở ở trên Java rồi. Nhưng mà nó còn một cái lỗi tiếng Việt ở đâu? GSP. Không phải GSP mà ở trong DB. Lỗi ở trong DB, lỗi ra rồi. Thì bây giờ các bạn phải vào phần design. Đây các em thấy không? Cái title và cái description ấy em để là kiểu gì? Tất cả các bạn chú ý này, là do cái title và cái description của mình ấy nó là tiếng Việt mà đều để lưu trữ được cái kiểu tiếng Việt ấy, thì cái này của mình nó phải là n va cha. Được không? Phải là n va cha nhá, không phải là va cha nhá, n va cha nhá. N va cha mark này. Đấy, thì nó mới lưu tiếng Việt, còn nếu mà không ấy thì nó chỉ lưu tiếng Anh thôi. Ok chưa? Đấy. Nói chung là phải sửa từ va cha sang n va cha. Bây giờ chạy lại nhá. Anh chạy lại cái trang creator này. Đây, login vào lại này. Anh thử insert một cái bài mới nhá. Đấy, creator này. Đấy. Rồi bây giờ thử tiếng Việt nào. Vào trang số 7 nhá. Được chưa? Ngon chưa? Tiếng Việt luôn này. Đấy thì như vậy là mình phải khắc phục ở hai chỗ nhá. Một là khắc phục ở Java rồi. Và hai là phải khắc phục ở phần SQL. Đấy, Java thì bằng cú pháp là gì các em nhỉ? Để khắc phục được cái lỗi tiếng Việt ở Java ấy thì các bạn sẽ dùng cái cú pháp là ở chỗ phần creator này. Đấy, respond và request.set character encoding là UTF-8. Và trong cái SQL server ấy thì mình sẽ đổi từ va cha sang n va cha được không? Em vào phần design thì em chuột phải này, vào phần design này, chuột phải vào article vào phần design và sẽ thay đổi trong đây em. Từ va cha thành n va cha thôi. Nhá, chuột phải vào article này, chuột phải này, design này, đổi từ va cha sang n va cha là lưu trữ ở tiếng Việt. Nếu mà của em nó không cho đổi design ấy thì em sẽ vào trong phần tool này, vào phần option này. Này chú ý nhá, nếu bạn nào ấy mà nó không cho đổi design ấy thì sẽ vào phần tool này, vào option này, vào trong cái chỗ phần design cho anh, click vào phần designer này và tắt cái chỗ prevent saving đi là được, tắt đi là được. Bình thường hình như có vẻ nó tích đầu hay sao ấy, bây giờ các bạn tắt đi, không có tích là được. Anh làm lại đi anh. Đây này, vào tool này, vào phần option này, xong rồi vào design này, designer này. Đấy, thì cái chỗ phần event saving trên cái gì đấy này, thì các bạn tắt đi. Đó, như vậy là nó sẽ lưu trữ tiếng Việt nhá. Xong rồi chuột phải vào article, lại design lại cho anh. Thay cái chỗ va cha thành n va cha cho anh là được. Ok không? Đấy, thì bài của mình xong rồi. Bài như vậy thôi. Đây này. Ok. Đấy, các em biết là gì? Khi anh click vào cái chữ home này thì nó phải gọi từ cái gì? Đây nhá. Bình thường ở phần menu ấy là khi mà anh click vào cái chữ home thì nó sẽ gọi tới homepage.jsp đúng không? Thì bây giờ phải gọi từ cái gì nhỉ? Begin. Đúng rồi, begin. Chính xác. Đấy, tất cả những cái gì mà thay cái gì mà liên quan tới homepage là mình sẽ thay thành begin hết nhá. Thì em design ở trên đấy nó bảo là saving chain is not permitted là sao? Thì là do SQL server của em nó à từ em đã ấy chưa, tool chưa, option chưa, vẫn bắt đầu anh ta
tắt cái chỗ Brave Event Saving đi em. Vâng này. Tắt đi xong rồi ấn OK. Thì nó okay. Mới cho đổi design. Của em là nó không cho save ấy. Thế thì phải Google thêm ạ. Phải tìm cho cái lỗi đấy lên trên Google xem là người ta xử lý như nào thôi. Lúc đấy là anh sửa cái cho bạn ấy ở đâu ấy? Thì bây giờ em phải vào tool này, vào option này, xong rồi vào trong cái phần design này em, design designer này, xong rồi tắt cái chỗ busy event đi, busy event saving là được. Okay. Tắt đi, xong rồi vào trong quay trở về phần này, chuột phải. Rồi vào phần design của thằng này này, xong rồi thay cái vai trai hình được vai trai là nó sẽ cho save em. Đấy, bạn Sơn Tùng chạy rồi này. Ok chưa Hiếu? Đây em đang làm sắp được. Nói chung em đổi từ em đổi từ vai trai sang nờ vai trai được là ok. Đấy. Xong okay, rồi. Đấy, bài của mình xong rồi nhá. Anh làm cái dùng câu lệnh cho phiên bản cũ đi anh. Câu lệnh gì em? Câu lệnh chọn ba trang ấy ạ. Cho SQL 2008 ấy ạ. À ok ok. Được rồi, đấy tí nhá, baking nhá. Đây nhá, đây là thế các bạn ngồi làm một chút này, vì là kiểu gì hôm sau các bạn cũng học môn log web mà. Thì bây giờ đối với cái SQL 2008 ấy, đầu tiên này sẽ làm như này này. Anh sẽ select sao này. À nói chung ấy là anh cũng không phân tích bây giờ, nó cũng hơi mất thời gian đấy, nên là anh thôi anh copy đi. Em làm nhanh nói cho em. Thôi giờ tí nữa các bạn xem lại video nhá. Xem lại video nhá. Đây nha em. From article này. Đây ví dụ anh em nhé, ở đây sẽ là từ bao nhiêu đến bao nhiêu này. Article mình sẽ là article ID. Đấy, được chưa? Thì cái này của em thì em vẫn là ở đây là chấm hỏi này. Ở đây là chấm hỏi này. Nhá. Okay. Ừ. Đấy. Từ 1 tới 3 này, giả sử từ 1 tới 3 này. Thì như vậy là em thấy là có mối liên hệ gì không? 1 ở đây là 1, đây là 3 này. Thì mối liên hệ của mình là gì nhỉ? 1 thì sẽ là từ 1 tới. À thôi. Thành quyển mà để nó có luôn cú pháp. Chấm hỏi nhân 3. Đây nhá, anh sẽ copy đoạn này cho em nhá. Đây, em sẽ vào nhìn code của anh này. Chấm hỏi nhân 3, chấm hỏi trừ 1. Ok. Phần DAO này. Thì nếu mà như code của em, anh test thử của anh đã. Get favorites, không phải. Baking này đúng không? Đây nhá, nếu mà cú pháp kia nó sẽ kiểu như thế này. Và thay số 1, số 3 ấy là bằng chấm hỏi. Đây là chấm hỏi. Đây thì như cái cú pháp ở bên đây thì như công thức ở bên đây ấy, thì nó sẽ là như thế này. Đấy. Tức là ở chỗ này anh sẽ đẩy cái. Đây sẽ là index nhá. Index trừ 1 nhân với gì nhỉ? Nhân với index. Được không?
và sẽ đẩy cái index nhân với mấy nhỉ? Nhân với 3. Ờ, từ từ nhá. Index nhân 3 thì cái kia là index cái gì nhỉ? Nhân 3 index. Index trừ 1 nhân 3 cộng 1 index trừ 1. Đấy. Thấy chưa? Nếu mà cú vóc của em ấy thì là nó sẽ như thế này. Anh chạy thử cho. Phần đâu rồi? Mấy cái control chạy thử nhá. Ơ sao lỗi ảnh nhỉ? À, em biết sao lỗi ảnh không? Cái này mình phải làm gì? Mình cho hai bảng. Đây, nói chung là cái này em sẽ về xử lý tiếp cho anh. Được không? À. Còn cái cú pháp của nó sẽ kiểu như thế này. Đấy, còn do là em chưa load được hết dữ liệu nên là đây nhá, anh gửi cho em cả cái hàm này nhá. Đấy. Ok đấy, có bạn nào có hỏi gì về bài hôm nay không? À, các bạn có bạn nào có hỏi gì không? Có cần anh gửi code không? Hay là code được ok rồi? Anh gửi đi anh, em không đăng được bài rồi anh ạ. Rồi. Ôi chết rồi. Đấy, thì anh test lại một lượt phát nhá. Đấy, chút nha, anh test lại một lượt phát rồi các bạn nghỉ nhá. Rồi, chạy lại này. Chạy lại phần gì nhỉ? Wow. Thế này là có ok rồi. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Baking ok nhá, tiếng Việt các kiểu ok nhá, login vào này. Rồi, vào creator này xem thằng nào có cái. Đây. Thằng này. Được không? ID là như thế này. Sign in này. Đấy, creator phát này. Sao chép địa chỉ hình ảnh nhá. Rồi, create, ấn vào trang số 8. Rồi, ngon rồi, ok. Thế là xong bài của mình nhá. Được chưa? Về các bạn có thể làm thêm phần search cho anh. Được nhờ phần search cho anh nhá. Đấy, thì xong bài rồi. Ổn không? Rồi rồi. Đấy. Xong bài nhá, kết thúc bài này nhá. Hôm sau học làm đề thi PE nhá. Sao bây giờ anh mình cứ làm đề thi PE thôi. Học nhẹ nhàng này thôi. À, anh ơi. Ơi. Fix em cái lỗi không đăng được bài đi anh. Delete. Đợi anh tí đã. Ok. Anh update lại lên Dropbox anh ạ. Ừ, anh update lại để gửi lại cho. Không đăng được luôn hả em? Không đăng được luôn hả công anh? Ôi anh. Không đăng luôn, nó không insert vào được á. Em đăng xong nó em về trang home ấy, em xem bài chưa lên. Trang DB có chưa? Em check trong DB anh xem có chưa nào. Đến check DB. Ok nhanh, anh gửi code cho các bạn đấy nhá. DB không thấy. Ờ lại nhỉ, DB không thấy. Lệnh đi hết rồi. Anh ạ. À. Thôi tự fake đi, tự fake đi nha. DB mới hài. Tự fake đi em ơi. Xem code đi, xem là bị lỗi ở đâu. Chưa nhìn ra luôn này. Ừ. Gió hàng á. Trời ạ. Anh tắt record đã.